chương 526, định hồn hương, thanh ngư quận chúa một mực không tốt nam sắc, cái này tại thanh ngư quận sớm đã truyền ra, thậm chí còn truyền ra nàng thích nữ sắc, thích bách hợp nghe đồn. Nàng từ nhỏ đã làm thanh gia người nối nghiệp tại bồi dưỡng, 18 tuổi lúc đã đạt đến thần du đỉnh phong, bắt đầu cảm mộ đạo văn. Đáng tiếc đương thời thanh gia gia chủ đi một chuyến hải ngoại, khi trở về đã trọng thương ngã gục, mà thanh gia không có quá xuất sắc người nối nghiệp, sở dĩ chỉ có thể để nàng luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, nhanh chóng tăng thực lực lên. Thanh Ngư bế quan một năm, luyện hóa ba khối đạo văn mảnh vỡ, thực lực thoáng cái đạt đến kim cương đỉnh phong, sau khi xuất quan nhà nàng lão tổ cũng yên tâm đi. Nàng kế nhiệm Thanh gia gia chủ chi vị, đem thành trì cũng đổi thành Thanh Ngư thành, lúc đầu Thanh gia muốn cho nàng kết hôn, nhưng nhiều lần đều cho nàng cự tuyệt, cũng chưa bao giờ nghe nói qua nàng coi trọng cái nào nam tử. Thanh gia tộc nhân rất là lo lắng, nhiều lần giúp nàng tìm kiếm rất nhiều thanh niên tuấn ngạn, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Giờ phút này thấy được nàng lại muốn dẫn lấy Giang Giật vào lầu các đi, thanh ra người nhất thời rất là phấn chấn. Mặc dù Giang Giật là dị tộc nhân, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, chỉ cần có thể lai giống là được rồi, không phải sao. Giang Giật bị cái kia kim cương cường giả áp lấy tiến vào trong lầu các, bên ngoài thoạt nhìn là lầu các, bên trong lại cùng đào phi cung điện, xa hoa vô cùng, hoàn toàn là một cái đế vương cung điện. Thanh ngư quận chúa ngồi một mình ở chính điện bên trên tử kim trên bảo tọa, trước kia sở sở động lòng người khí chất, thoáng cái lại thay đổi, trở nên quý khí bức người, ung dung hoa quý, tựa như nhất quốc tri hậu. Cung điện bày khắp tuyết trắng thảm, tuyết trắng treo trên vách tường mấy khỏa cỡ quả nhãn dạ minh châu, còn có rất nhiều tinh xảo mặt dây chuyền, trong góc điểm thấm người tim phổi thiền hương, bên ngoài sắc trời cũng có chút mờ tối, ngày tốt cảnh đẹp, gia nhân như ngọc, rất dễ dàng làm người ta mê say. Lui ra, Thanh Ngư quận chúa vung tay lên, để kim cương cường giả lui ra, đồng thời trong tay đánh ra một đạo nguyên lực bắn vào vách tường cung điện bên trên toàn bộ cung điện quang mang lóe lên cấm chế mở ra nàng lúc này mới nhìn qua giang giật âm thanh lạnh lùng nói người xứ khác ngươi tên là gì đến từ phương nào đến phượng minh đại lục có mục đích gì bản quận chúa khuyên ngươi một lần trước thực trả lời nếu là có nửa câu nói ngoa ta định để ngươi chết không có chỗ trôn giang giật một nhún vai lạnh nhạt nói ra ta gọi thương lang đi ngang qua phượng minh đại lục ta tới đây không có gì mục đích vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi đi ngang qua ngươi lừa gạt quỷ đâu Thanh ngư quận chúa cười lạnh một tiếng, khí thế trên người lần nữa dâng lên, nghiêm nghị khẽ kêu nói, ngươi trong đàn điển chín khỏa tinh thần mặc dù kỳ dị, nguyên lực không có vận chuyển, trên thân khí tức cũng cực lực ẩn tàng, nhưng mơ tưởng giấu giếm được bản quận chúa con mắt. Ngươi thực lực tổng hợp hẳn là đạt tới kim cương cảnh A vừa rồi vì sao không có phản kháng vì sao muốn cưỡng ép đào phi đến thanh ngư thành trà trộn vào chúng ta phượng minh đại lục, đến cùng có gì giáp tâm mau nói. Bị phát hiện, Giang giật cũng không có quá ngoài ý muốn, giống như cái này thanh ngư quận chúa dò xét không đến hắn chín khỏa tinh thần bên trong nguyên lực, kia mới gọi quái sự. Bất quá nhìn nàng kia không thèm để ý chút nào ngữ khí, nghĩ vậy mà quận chúa này đối với hắn chút thực lực ấy có chút khinh thường, cho rằng tiện tay có thể dùng bóp chết hắn, sở dĩ vừa rồi rõ ràng kém chút tự chém giết hắn giải quyết xong không có động thủ, giờ phút này cũng tùy ý hắn đứng ở chỗ này. Đối phương càng là khinh thị hắn, giang giật càng là an tâm, hành vi cũng càng thêm không bị trói buộc, hắn tùy ý chắp tay nói, quận chúa, thương lang chân tâm chỉ là đi ngang qua, cầu quận chúa cho một phần đi đông hoàng đại lục địa đồ, tại hạ lập tức rời đi, ngày sau cũng tất có thâm tạ. Thực sự không được, tại hạ có thể cầm bảo vật đổi thành. Bảo vật, thanh ngư quận chúa đùa cợt cười một tiếng, nói, người một cái nho nhỏ kim cương nhất trọng võ giả có thể có bảo vật gì, lấy ra cho bản quận chúa nhìn xem, nếu có thể để cho ta hài lòng, cũng là không phải là không thể được cho ngươi đi đông hoàng đại lục địa đồ. Ừ, Giang giật xem quận chúa này ngữ khí hòa hoãn lại, nội tâm khẽ động, nếu là có thể dùng bảo vật đổi thành, hắn cũng không muốn động thủ. Dù sao đưa tới thanh thế càng lớn, đối với hắn càng bất lợi, Đào Phi mặc dù không nói võ điện, nhưng Giang Giật khẳng định như thiên tinh đại lục, võ điện lặng lẽ chiếm cứ tại cái này đại lục ở bên trên, chính mình tại cái này vừa động thủ, liền muốn tiếp nhận phượng minh đại lục thiên quân cùng võ điện song trọng truy sát. Hắn trầm ngâm một phen, từ trong ngực lấy ra một thanh trường kiếm, mỉm cười nói ra, binh khí này như thế nào. Thanh ngư quận chúa khinh thường cười cười chỉ là một cái thánh khí liền muốn thu mua ta ngươi cũng quá coi thường chúng ta thanh gia kia giang giật cắn giang xuất huyết nhiều ta lại thêm năm con yêu vương thi thể như thế nào năm con yêu vương thi thể thanh ngư quận chúa tựa hồ có chút tâm động trầm mặc xuống tựa hồ đang suy nghĩ xấu tốt giang giật nội tâm đại định nếu là cái này thanh ngư quận chúa còn không vừa lòng hắn có thể đem đế cung bên trong tất cả yêu vương thi thể đều cho nàng không có địa đồ hắn giống như một cái con ruồi không đầu loạn chuyển, nói không chừng cả một đời cũng không tìm tới đông hoàng đại lục, tôi như tuyết thế nhưng là tại cơ thính vũ trong tay, thêm một ngày giang giật nội tâm tự một ngày không thoải mái. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, thanh ngư quận chúa vẫn còn đang trầm tư, giang giật hơi không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng thanh ngư quận chúa lại đột nhiên mở miệng, ngươi cho bảo vật quá ít, thêm chút đi đi, phải biết ngươi là gian tế, giống như cho đại đế biết rõ ta cùng gian tế giao dịch, hậu quả khó mà lường được. Giang giật xem cái này Thanh Ngư Quận Chúa rất là nghiêm túc trong lòng như chút được gánh nặng dừng một chút có chút đau lòng nói ra lại thêm ba con yêu vương thi thể lại nhiều ta cũng không có dạng này a à, Thanh Ngư Quận Chúa lại cúi đầu rơi vào trầm tư Giang giật mặc dù rất không kiên nhẫn nhưng cũng không muốn vạch mặt chỉ có thể tiếp tục chờ đợi kết quả cái này nhất đẳng lại là nửa nén hương thời gian nội tâm của hắn rốt cuộc cảm giác có chút không đúng một chuyện nhỏ còn như cân nhắc lâu như vậy ha ha vào thời khắc này. Thanh ngư quận chúa đột nhiên đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn, nhẹ giọng nói ra, thành giao, bất quá người bảo vật còn chưa đủ, vẫn là. Đưa người sở hữu bảo vật đều cho ta đi, ách không đúng, bị lừa rồi, giang giật khẽ giật mình, khi hắn nhìn thấy thanh ngư quận chúa như miêu trò vui lão thử ánh mắt, linh hồn hắn chấn động, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn trung kế, cái này thanh ngư quận chúa căn bản là định cho hắn địa đồ, vừa rồi hết thảy cũng là đang diễn trò, mục đích không cần nói cũng biết nàng đang chỉ hoãn thời gian. Chết, hắn một đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu, liền muốn phóng thích sát lục chân ý, đại khai sát giới sau trốn đi thật xa. Nhưng ở giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong đầu truyền đến thật sâu mỏi mệt cùng cảm giác bất lực. Tại hôn mê trước đó nội tâm của hắn u u thở dài, thiếu nữ tóc tím muốn hắn điệu thấp, hắn vừa mới đến phượng minh đại lục, lại đưa nàng lời nói xem như gió bên tai. Hắn quá mê luyến mình thực lực, cũng quá tự tin. Hắn vốn cho là cái này thanh ngư quận chúa sẽ như phượng minh đại lục còn lại nữ tử coi trọng hắn, hội vội vã không nhịn nổi đùa bỡn hắn. Hắn cũng quá tin tưởng mình thực lực, coi là tiện tay có thể dùng chấn áp cái này thanh ngư quận chúa, dẫn đến sau khi đi vào phất lờ, thật tình không biết đạo cái này thanh ngư quận chúa, ngay từ đầu liền chuẩn bị tính toán hắn. Cái này thiền hương rõ ràng có vấn đề, bất chi bất giác liền để hắn trúng chiêu, hắn hỏa linh châu đều phòng ngự linh hồn, giờ phút này cũng mất hiệu lực, hiển nhiên cái này thiền hương dị thường lợi hại. hô, còn tốt có cái này định hồn hương. giang giật sau khi hôn mê, thanh ngư quận chúa cũng như chút được gánh nặng thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. nàng đích xác ngay từ đầu ngay tại tính toán giang giật, nàng vừa rồi tại bên ngoài một trường kia, cũng không phải là không đành lòng chụp chết giang giật, mà là nội tâm của nàng dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng. nàng tin tưởng nếu là dám công kích, nàng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên nàng đem giang giật lừa vào đây, thành công dụng kế để hắn bên trong định hồn hương. Nàng kinh ngạc nhìn trên mặt đất hôn mê giang giật một lát, quát lớn, người tới, cầm tỏa hồn liên đem cái này gian tế khóa, lại đưa tin cho đại đế, đem cái này gian tế sự tình cáo chi cùng nàng, mời nàng định đoạt. chương 527, thú bị nhốt, trong mơ mơ màng màng, giang giật tỉnh lại, tại ý thức khôi phục trong nháy mắt, hắn thân thể không có nửa điểm thiện động, càng không có mở to mắt. Hắn sừng sốt một hồi, chờ đợi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lúc này mới tinh tế suy tư đầu tiên hắn không chết mặc kệ giờ phút này chỗ hắn tại cái gì khốn cảnh không chết cái kia chính là tốt nhất tình trạng chỉ cần không chết vậy liền còn có hy vọng chỉ cần có hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ chủ quan mất kinh châu a hôn mê trước đó cũng bởi vì hắn chủ quan quá coi thường anh hùng thiên hạ quá mức mê luyến thực lực mình mới có thể bị kiện nạn này giờ phút này hắn tự nhiên sẽ hấp thủ giáo huấn chú ý cẩn thận hắn cũng minh bạch một câu cổ ngữ, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Bất kỳ tình huống gì cũng không thể khinh địch, nếu không giờ phút này liền là hạ tràng. Tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu cảm ứng thân thể của mình. Tùy ý cảm ứng thoáng cái hắn nở nụ cười khổ, toàn thân hắn đều bị mấy cây lạnh băng băng tiểu xích sắt buộc chặt, toàn thân bị trói đến thịt bánh trưng, hắn cũng phát hiện chính mình nguyên lực không thể điều động, rất rõ ràng cái này xích sắt có gì đó quái lạ, cùng đào phi trói buộc hắn gốc cây có dị khúc đồng công chi diệu hắn không dám loạn động thậm chí đều không dám biểu lộ ra nửa điểm tỉnh táo lại dấu hiệu hắn dùng lỗ tai lắng nghe bốn phía một cái động tính xác định phụ cận không ai về sau hắn vẫn là không có mở to mắt mà là lặng lẽ phóng thích thần thức chuẩn bị dò xét một chút tình huống tt tê tê, thần thức khẽ động giang giật linh hồn đột ngột truyền đến một loại kịch liệt đau nhức để cả người hắn bởi vì kịch liệt đau đớn co quắp trên mặt cơ bắp càng là hoàn toàn bóp méo hỏa linh châu không có truyền đến không hiểu năng lượng giúp hắn trị liệu linh hồn sở dĩ hắn đau trọn vẹn nửa nén hương thời gian mới chỉ hoãn tới toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly phía sau lưng càng là triệt để ướt đẫm hắn vừa rồi cố nén không có la lên mùi vị đó càng là khó chịu kém chút để hắn đã hôn mê lần nữa hắn hít hai hơi thật sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại đồng thời mở mắt bốn phía trống rỗng là một cái phòng nhỏ bên trong không có đèn đen kịt một màu hắn bị xích sắt trói buộc cột vào trên tường cửa phòng cũng là quan bế bên trong cũng không có trông coi hỏa linh châu, cổ thần nguyên giới, giang giật lặng yên tại tay áo bên trên một cảm ứng, lại phát hiện hắn giấu ở trong tay áo hỏa linh châu cùng một viên cổ thần nguyên giới cũng bị mất. Trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện một vẻ bối rối, không có hỏa linh châu hắn liền không có u minh quỷ hỏa, đã mất đi nhất cường đại một loại thủ đoạn công kích. Trọng yếu nhất chính là đế cung tại hỏa linh châu bên trong. Thần thức không thể dò xét, hắn đoán chừng sát lục chân ý cũng không có cách nào thả ra, sát lục chân ý nhất định phải vận dụng linh hồn chi lực, còn có xiềng xích này phong nguyên lực, nói một cách khác. Hắn thật biến thành phế nhân, cái gì cũng không động được. Sát lục chân ý, hắn cắn răng cưỡng ép chuẩn bị phóng thích sát lục chân ý, quả nhiên vừa mới phóng thích, đầu nhất thời như bị sét đánh, toàn thân hắn lại đau đến co quắp, lần này rốt cuộc nhịn không được, phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ, trong phòng quanh quẩn không ngớt. Đây là cái quỷ gì tỏa liên vì sao không chỉ có thể phong của ta nguyên lực, còn có thể phong linh hồn của ta chi lực. Thật vất vả thở hồn hển một hơi, Giang giật quay đầu nhìn qua đem chính mình buộc thành thì tống màu đen tiểu xích sắt âm thầm kêu khổ. Vừa rồi hắn chuẩn bị động sát lục chân ý lúc, cảm ứng được xích sắt bên trong có một cỗ kỳ dị năng lượng nhanh chóng tiến vào linh hồn, linh hồn hắn mới có thể bị thương. Tỉnh táo, tỉnh táo, Giang giật lắc lắc đầu, đem mồ hôi lạnh trên trán vứt bỏ, hắn không thể hoảng, càng không thể lại làm ra thanh âm, nếu không kinh động đến thanh ngư quận chúa người, sợ là hắn nghĩ biện pháp tự cứu thời gian cũng không có. Đến giờ phút này, hắn cũng không dám suy nghĩ đế cung bên trong giang tiểu nô chiến vô song đám người an nguy, tưởng tượng tâm hắn liền sẽ loạn, tình huống sẽ chỉ càng thêm ác liệt. Sát lục chân ý không thể động, nguyên lực không thể động, hỏa linh châu không còn, không có nguyên lực phần diệt thương khung vô thuật không thể động, cửu thiên long viêm không có cách nào phóng thích, ta còn có thủ đoạn gì nữa tự cứu. Giang giật tinh tế suy tư một trận, phát hiện tất cả thần thông kỹ năng đều phóng thích không được, cái này dây xích sắt cũng căn bản không tránh thoát được, hắn biến thành một cái thú bị nhốt, chỉ có thể chờ đợi thanh ngư quận chúa xử trí hắn không ta không thể từ bỏ tiểu nô các nàng tại đế cung bên trong mặc dù ta không chết hỏa linh châu cùng đế cung thanh ngư thời gian ngắn không có cách nào luyện hóa nhưng mang xuống khẳng định xảy ra vấn đề nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp nhất định muốn nghĩ ra biện pháp giang giật nghiến giang nghiến lợi gầm nhẹ vài tiếng hắn nhắm mắt lại ép buộc chính mình nghỉ ngơi để tâm trở nên bình tĩnh chỉ có nhất bình hòa tâm tính hắn mới có thể nghĩ ra tự cứu biện pháp tâm hoàng ý loạn phía dưới có thể nghĩ ra biện pháp mới gặp quỷ. Nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, giang giật não hải khôi phục tỉnh táo, hắn nhanh chóng đem chính mình sở hữu thần thông năng lực trải vuốt, nhìn xem phải chăng có một loại thần thông có thể làm cho hắn thoát khỏi khốn cục. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, giang giật lần lượt bác bỏ nội tâm ý nghĩ, chọn vẹn một nén nhang về sau, hắn đôi mắt sáng lên, rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Tại hoang vu trong Đông Hải, hắn bị sư CEO đế truy sát, bị ép tiến vào trên Lôi Hải. Tại trong Lôi Hải hắn tiến vào một loại phi thường trạng thái kỳ dị, một khắc này hắn tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất, có thể cảm ứng được phụ cận thiên địa bên trong bất cứ chuyện gì. Loại trạng thái này nhìn tựa hồ cùng thần thức đồng dạng, đồng dạng có thể dò xét đến tình huống chung quanh, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thần thức chỉ là một loại thần thông, mà đây là một loại rất trạng thái kỳ dị. Hắn không thể vận dụng linh hồn chi lực, nhưng giống như có thể đi vào loại trạng thái này bên trong đi cảm ứng tình huống chung quanh, có lẽ có thể tìm tới tự cứu biện pháp. Chỉ là, loại kia trạng thái kỳ dị làm sao tiến vào. Giang giật đối với cái này trạng thái kỳ dị nhất khiếu bất thông, chính mình cũng không biết làm sao tiến vào. Tựa như một cái lạc đường hài tử, ngẫu nhiên tiến vào trong một mê cung trong bảo khố. Đây là một loại nghịch thiên vận khí, người để hắn lần sau tiếp tục tại trong mê cung xông loạn, nói không chừng cả một đời rốt cuộc không có cơ hội tiến vào. Giang giật lại nhắm mắt lại, để cho mình tâm tính đặt ở nhất ôn hòa chi cảnh, đồng thời hắn bắt đầu hồi tưởng lại ngày đó tình huống, hắn nói với mình muốn quên tình cảnh, toàn tâm yên lặng ngày hôm đó loại kia cảnh hiện bên trong. Không thể không nói, Giang giật tâm thật quá cường đại, thân ở tuyệt địa, tất cả thần thông cũng không thể dùng, một thân bảo vật bị người đoạt đoạt, Giang tiểu nô bọn người còn sinh tử chưa biết. Như thế tình cảnh phía dưới, hắn lại thật quên đi tình cảnh, quên chính mình ở phương nào, trong đầu của hắn đều yên lặng ngày hôm đó lôi hải tình huống bên trong. Mây đen giả thiên, lôi lòng gào thét, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mưa như mưa như chút nước, lãng hải sóng dữ. Trong thoáng chốc hắn lại về tới trên lôi hải, hắn tinh khí thần lại một lần nữa bị loại kia thiên địa kỳ cảnh hấp dẫn đi vào, tiến vào một loại hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Ông, cả người hắn quang mang lóe lên, càng lại lần tiến vào loại kia thần kỳ trong trạng thái. Tại thời khắc này hắn cũng cảm giác cùng thiên địa nhất thể, thậm chí hắn đều cảm giác cùng cái cung điện này là một thể, hắn liền là thiên địa, thiên địa liền là hắn trong đầu của hắn cũng có rất nhiều hình tượng hiện lên đây không phải thần thức mà là một loại kỳ dị trạng thái tỏa liên không có nửa điểm dị động linh hồn hắn không có bị công kích có thể thấy được cái này trạng thái cùng thần thức khác biệt rất lớn thần thức là thần thông cái này trạng thái là thiên địa bên trong một loại dị thường thần kỳ tồn tại hắn không cần con mắt đi xem không dụng thần thức đi dò xét liền có thể cảm ứng được toàn bộ cung điện hắn có thể cảm ứng được ngoài cửa phòng hai cái thủ vệ trầm mặc đứng thẳng có thể cảm ứng toàn bộ trong lầu các bên ngoài vô số người, có thể cảm ứng lầu các bên ngoài trăng sáng sao thưa, thanh phong quét, nước hồ dập dờn, hắn còn có thể nghe đến hạnh hoa trong rừng hạnh hoa mùi thơm. Tựa hồ giờ khắc này thân thể của hắn tựa hồ biến mất ở trong thiên địa, hắn cùng toàn bộ hạnh hoa viên hòa thành một thể, hắn có thể là thiên địa bên trong một tia phong, có thể là cung điện một viên gạch thạch, có thể là trong hồ nước một đầu tiểu ngư. Chương 528, chôn cùng, hắn tựa hồ hóa thân thành một tia thanh phong, Tại hạnh hoa viên ngoại dạo qua một vòng, trong đầu hình tượng chuyển biến, bắt đầu xuất hiện từng cái trong lầu các, hắn chuẩn bị đem toàn bộ hạnh hoa viên tình huống đều dò xét một lần, nhìn xem phải chăng có phá cục chi pháp. Phía ngoài bóng đêm chính đặc, rất nhiều trong lầu các người đều ngủ, bất quá cũng có rất nhiều hộ vệ tại thường trực. Không thể không nói thanh gia quy củ rất nghiêm ngặt, mặc dù đêm đã khuya, nhưng này ta bọn hộ vệ không có nửa điểm thư giãn, ánh mắt xâm lãnh tại bốn phía liếc nhìn, tuần tra. Hình tượng nhất chuyển một cái xa hoa cung điện phù giang giật trong đầu, cung điện này so với hắn chỗ tiểu điện lớn hơn vô số lần, toàn bộ cung điện đều bầy khắp tuyết trắng thảm, chính giữa có một cái giường lớn, trong góc lô hỏa chính vượng, hỏa diễm nhảy vọt cũng làm cho bên trong căn phòng quang mang lóe lên lóe lên, hẳn là đại nhân vật chỗ ở tầm cung. A, giang giật trong đầu tầm cung hình tượng vừa mới hiển hiện, linh hồn hắn lại đột nhiên run lên, cả người thân thể cũng đi theo rung động, trong đầu hình tượng nhanh chóng biến mất, hắn thoát ly vừa rồi loại kia trạng thái kỳ dị. Lộc cộc, hắn mở to mắt, bản năng nuốt mấy cái nước bọt, hô hấp cũng biến thành rồn dập lên. Hắn vừa rồi nhìn thấy một màn rất dâm loạn hình tượng, thanh ngư quận chúa chính trần chuồng cùng một người quấn quyết lấy nhau, ngồi cảm thấy khó xử sự, sự tình, mà đổi thành bên ngoài một người lại là nữ tử. Ha ha, hắn cười khổ một tiếng, lúc trước còn tưởng rằng cái này thanh ngư quận chúa coi trọng hắn, xem ra đều là chê cười, cái này thanh ngư quận chúa căn bản cũng không thích nam sắc, chỉ thích nữ nhân A. À thử lại lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, đi dò xét thoáng cái thanh ngư quận chúa tình báo. Có lẽ là nghĩ lại đi nhìn xem loại kia hoang đường kích thích hình tượng, có lẽ là muốn đi dò xét thoáng cái thanh ngư quận chúa cùng nàng người yêu ở giữa nói chuyện, giang giật tâm niệm vừa động muốn tiếp tục tiến vào vừa rồi loại kia trạng thái kỳ dị. Đáng tiếc, lần này hắn cũng rất khó khăn để cho mình hoàn toàn tỉ mỉ xuống tới, mỗi lần trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiện ra, vừa rồi nhìn thấy hoang đường một màn, loại kia kiểu diễm kích thích hình tượng sau một nén hương, Giang giật còn không có tính tâm xuống tới, kia làm người ta huyết mạch hố tấm hình tượng luôn luôn không ngừng thoáng hiện, hắn ngoan tâm đem đầu lưỡi của mình cắn nát, khoan tim đau đớn để hắn tỉnh táo lại, hắn âm thầm thống mạ chính mình vài câu, đến lúc nào rồi Giang giật ngươi còn đang suy nghĩ cái gì tiểu nô các nàng thế nhưng là sống còn a? À. Có lẽ là bức bách tại thời khắc sinh tử cường đại áp lực, Giang giật lần này thế mà rất nhanh bình tĩnh lại, chậm rãi lại đem tinh khí thần tụ tập tại trong lôi hải một màn kia. Đáy lòng của hắn mơ hồ phát hiện một chút quyết khiếu, chỉ cần có thể đem toàn bộ tinh khí thần yên lặng tại sự vật nào đó bên trong, hắn tựu rất có thể tiến vào loại kia kỳ dị trạng thái. Chậm rãi, hắn không ngờ một lần thành công tiến vào loại kia kỳ dị trạng thái, trong đầu của hắn hình tượng chuyển động, rất nhanh khóa chặt thanh ngư quận chúa tẩm cung. Để hắn có chút thở dài một hơi, nhưng lại có chút thất vọng là trên giường lớn hai người đã đình chỉ vừa rồi loại kia hoang đường cử động, hai người ôm nhau nằm cùng một chỗ trên thân trọng điểm bộ vị đều bị lụa mỏng bao lại, chỉ có thể nhìn thấy hai mảnh tuyết trắng vai lưng trắng, cùng bốn đầu thẳng tắp tròn vo đùi. Thanh ngư quận chúa như một cái tiểu miêu, nằm nghiêng tại một cái khác tuổi trẻ nữ tử trong ngực, thân thể mềm mại còn tại không ngừng run rẩy, hai má một mảnh ửng đỏ, trên trán ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút mồ hôi, để nàng thấp lộc tóc mai dán tại gương mặt xinh đẹp bên trên, càng lộ vẻ vũ mị. Nàng nhắm mắt lại, môi đỏ có chút đóng mở, từng ngụm từng ngụm hít vào khí, thân thể mềm mại khẽ run, lông mi lắc một cái lắc một cái, tựa hồ còn yên lặng tại vừa rồi Mỹ hảo bên trong, phía dưới một đôi đùi ngọc cùng một cái khác nữ tử đùi quấn quyết lấy nhau, hình thành một màn làm người nhiệt huyết sôi trào hình tượng. Một cái khác dáng điệu cô gái cũng không tệ, bất quá cùng đại lục còn lại nữ tử, khí khái hào hùng mạnh mẽ, thiếu khuyết nữ tử mềm mại đáng yêu khí chất. Nàng đầy mắt yêu thương nhìn qua trong ngực thanh ngư quận chúa, một cái tay giúp nàng trải vuốt xốc xích mái tóc, một cái tay khác vuốt ve nàng như ngọc lưng trắng, liệt diễm môi đỏ còn thỉnh thoảng tại thanh ngư quận chúa trên trán tiểu mổ một cái. Ừm nha, thanh ngư quận chúa tựa hồ lại có chút động tình, ngẩng đầu thiếp trên môi đến, hai người đôi môi dán vào, hai đầu đầu lưới cũng quấn quyết lấy nhau, phát ra từng tiếng để giang giật kém chút lại linh hồn chấn động rời khỏi kỳ dị trạng thái hôn môi âm thanh. Cũng may lần này giang giật nội tâm trầm ổn không ít, trong đầu ý niệm cũng thiếu một chút, hắn đây là tới tìm cơ hội dò xét tình báo phá cục, mà không phải đến xem một trận miễn phí trò vui. Không biết là giang giật loại này kỳ dị trạng thái quá mức thần kỳ, vẫn là thanh ngư quận chúa giờ phút này cả người yên lặng tại tình dục bên trong, hồn nhiên vong ngã, nàng lại không có phát hiện các nàng hết thảy cử động đều bị người dình trộm bên trong. Một hồi lâu sau, hai người rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nghỉ ngơi một trận, thanh ngư quận chúa trên mặt đỏ ửng cũng đã biến mất, mê ly đôi mắt đẹp khôi phục bình tĩnh. Thanh ngư quận chúa đột nhiên lên tiếng nói, tỷ tỷ, đại đế còn không có đưa tin tới sao? Không có, một vị nữ tử khác, lắc đầu lắc đầu nói đại đế có thể đang bế quan a à nếu không đã sớm đưa tin đến đây người cũng biết đại đế đều ba tháng không có kêu gọi chúng ta đi qua hoan hảo hẳn là tại lĩnh hội linh hồn đạo văn mảnh vỡ Ngoá, giang giật nội tâm giật mình rất là im lặng cái này phượng minh đại lục đại đế lại cũng không tốt nam sắc là cái bách hợp bất quá nghĩ lại nghĩ đến phượng minh đại lục nữ tử rất nhiều đều xem thường nam nhân thậm chí có chút chán ghét nam nhân không tốt nam sắc cũng bình thường vậy làm sao xử trí kia gian tế đâu thanh ngư quận chúa khe khẽ thở dài hấp dẫn giang giật chú ý nàng sửng sốt một lát tiếp tục nói ra nếu không trực tiếp giết ta nguyên bản còn muốn để đại đế đem hắn luyện thành hồn nô người này thực lực rất khủng bố người bình thường sợ là không có cách nào luyện hóa hắn vừa rồi nếu không phải ta lược thi tiểu kế sợ là tất cả chúng ta đều phải chết ai ngược lại là đáng tiếc một viên hãn tướng hoàng vu đông hải hải yêu tiến công sắp đến lần này phượng minh đại lục đoán chừng lại muốn máu chảy thành sông đại đế khẳng định thao nát tâm a giết đi một cái khác nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên trầm giọng nói người này thực lực quá cường đại giữ lại cũng là gieo họa vạn nhất là diệu nhật đại lục hoặc là tiềm long đại lục gian tế đâu tốt ta cái này đi động thủ thanh ngư quận chúa thình lình đứng dậy một cỗ hoàn mỹ đồng thể hoàn toàn bại lộ bên ngoài giang giật trong đầu linh hồn chấn động cũng không còn cách nào bình tĩnh trong nháy mắt thối lui ra khỏi loại kia kỳ dị trạng thái hỏng bét nội tâm của hắn âm thầm kêu khổ cái này thanh ngư quận chúa giờ phút này chắc hẳn đang mặc quần áo, chuẩn bị hướng bên này đi tới, nàng chỗ ở cung điện rời đi nơi này không xa, chỉ cần một lát liền có thể đến. Hắn mặc dù có thể đi vào loại này kỳ dị trạng thái, nhưng hắn còn lại thần thông căn bản không có cách nào phóng thích. Sở dĩ các loại chờ thanh ngư quận chúa tới, hắn nếu là còn không có nghĩ ra biện pháp, chỉ có một con đường chết. Hắn cúi đầu, đôi mắt lấp lóe, bên trong hàn quang lập lòe, não hải thật nhanh chuyển động. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, sau một lát, trên cửa cấm chế quả nhiên sáng lên, thanh ngư quận chúa mang theo hai tên hộ vệ đi đến. Dị tộc gian tế nhận lấy cái chết, thanh ngư quận chúa sau khi đi vào, không có quá nhiều nói nhảm, quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng giang giật vào tới, một cái đại thủ như u minh quỷ trảo hướng đầu hắn bên trên chộp tới. Ngọc thủ khí thức dọa người, nếu là bị chộp chúng, sợ là giang giật toàn bộ đầu cũng sẽ cùng như dưa hấu bạo liệt. Giang giật tại thời khắc này rốt cục ngừng đầu lên, trên mặt không có một vẻ bối rối, ngược lại khóe miệng có cười nhạt ý, hắn bật cười lớn, nói quận chúa cứ việc giết đi, có các người phượng minh đại lục toàn bộ người cùng ta chôn cùng, cũng đủ để. mươi 529, gặp qua không biết xấu hổ. Suy suy, thanh ngư quận chúa móng vuốt hóa thành tàn ảnh, mang theo hoảng sợ khí tức hướng giang giật chộp tới, lần này cùng lần trước kinh người tương tự. Giang giật vẫn luôn không nhúc nhích, trơ mắt nhìn đại thủ chộp tới, không chỉ có không có nửa điểm e ngại hoảng sợ, dù sao khóe miệng đều là đùa cợt ba thanh ngư quận chúa ngọc thủ cũng giống như lần trước tại sắc vỗ chúng giang giật lúc nguyên lực hủy bỏ bất quá lần này cùng lần trước khác biệt lần này ngọc thủ hóa thành bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt hắn lưu lại một cái rõ ràng giấu bàn tay mẹ nó ta còn là lần đầu tiên bị nữ nhân đánh mặt giang giật giận dữ nội tâm âm thầm phát thệ nếu là cái này thanh ngư quận chúa rơi vào trong tay hắn nhất định muốn hung hăng lăng nhục nàng một phen ra hôm nay cơn giận này trong lòng giận thì giận, mặt ngoài hắn không có biểu lộ ra hiện, giờ phút này quan hệ đến sinh tử của hắn, cũng không thể có nửa điểm lười biếng. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chăm chú Thanh Ngư quận chúa, khóe miệng nhàn nhạt vẻ đùa cợt một mực không có biến mất. Thanh Ngư quận chúa mặt mũi tràn đầy xương lạnh, trên thân cũng khí thế toàn thịnh, tựa như một cái ngọc diện la sát, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang giật nửa ngày, mới lạnh giọng nói ra, người cái này gian tế, sắp chết đến nơi còn muốn nói chuyện giật gân. Ha ha, giang giật nhếch miệng lên cười nhạo nói nếu là nói chuyện giật gân ngươi vừa rồi vì sao không chụp chết ta nữ nhân các ngươi chính là như vậy con vịt chết mạnh miệng muốn chết thanh ngư quận chúa giận tím mặt đưa tay liền muốn hướng giang giật vỗ xuống nhưng cuối cùng lại hướng giang giật mặt quét tới lại là năm cái rõ ràng giấu ngón tay giang giật lần này không nói chuyện khóe miệng nụ cười biến mất bình tĩnh nhìn qua nàng không nói một lời thanh ngư quận chúa đôi mắt đẹp lấp lóe vài vòng trầm ngâm một lát vung tay lên để hai tên hộ vệ dưới đi lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói nói đi ngươi lời nói mới rồi là có ý gì giang giật không có trả lời vẫn là bình tĩnh nhìn qua thanh ngư quận chúa tại nàng nhịn không được lại muốn vung một bàn tay khi đi tới mới nhếch miệng nói ra ta mắc đái đi tìm cái bô đến cho ta thuận tiện hạ trước cái gì thanh ngư quận chúa coi là nghe lầm ngơ ngác một chút vừa giận đưa tay đột nhiên hướng giang giật mặt quét tới giang giật cũng không muốn lại bị người đánh mặt nghiêm nghị quát to, người dám lại đánh thoáng cái thử một chút có tin ta hay không lập tức tự sát hoang vu đông hải sự tình, lão tử nửa điểm cũng không nói cho ngươi. Ừ, thanh ngư quận chúa tay đột nhiên dừng ở giữa không trung, hoang vu đông hải bốn chữ tựa như ma chú, để nàng thân thể cùng linh hồn đều run lên, nàng nhìn kỹ giang giật hai mắt, hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát to tốn cô, đi lấy một cái đêm, cái bộ tới. Cha, ngoài cửa một cái nữ hộ vệ bước nhỏ rời đi, rất nhanh bưng tới một cái xinh đẹp màu trắng cái bồ đặt ở giang giật trước người, lại cung kính lui ra ngoài. Thanh ngư quận chúa xoay người đi, chờ nửa ngày giang giật còn không có cử động, lặng lẽ dư quang quét qua nói còn đứng ngây đó làm gì. Đại tỷ, giang giật liếc mắt, nói ta hai tay hai chân đều bị trói chặt, người muốn ta làm sao nước tiểu ngươi đi tiểu không cần cởi quần. Ngươi, cái hốn trướng, thanh ngư quận chúa lại nổi giận, nàng cũng không biết vì sao, cùng giang giật cùng một chỗ trong lòng luôn luôn không nhịn được nổi giận, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng Giang giật tựa hồ thật sự có tình báo vẫn là hoang vu Đông Hải. Hải yêu đại quân tiến công sắp đến, thanh ngư quận ngay tại phượng minh đại lục phía tây, đứng mũi chịu sao, một cái không tốt cái này thanh ngư quận ức vạn bách tính liền muốn sinh linh đổ thán, cho nên nàng lại không thể không ẩn nhẫn. Nội tâm của nàng âm thầm lập xuống lời thề, chờ biết rõ ràng tình huống về sau, nhất định đem giang giật chém thành muôn mảnh, giờ phút này lại chỉ có thể cố nén tức giật, quát khẽ nói, người tới, cho hắn cởi quần, một tên hộ vệ đi tới, rất là bá đạo đem giang giật quần từng chút từng chút lột, giang giật cũng đích thật là mắc đái, mặt dạn mày dày đối cái bôi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gắn đi tiểu, lúc này mới lạnh lùng đối với hộ vệ kia nói ra, cho đại gia nâng quần. Nữ hộ vệ cũng nổi giận, nếu không phải trở ngại thanh ngư quận chúa tại cái này, giang giật khẳng định sẽ bị nàng ngược đái một phen, thành thành thật thật cho hắn nhấc lên quần, chừng mắt liếc hắn một cái, ngượng ngùng đi ra ngoài. Thanh ngư quận chúa lúc này mới xoay người lại, có chút không tự tại nói ra ngươi có thể nói a à. không được giang giật hữu khí vô lực nói ta đói nói chuyện không còn khí lực thanh ngư quận chúa suýt chút nữa thì bị giang giật giận điên lên một đôi mắt hạnh trừng tròn xoe quát lạnh nói cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn muốn mở phường nhuộm tin hay không bản quận chúa có một trăm loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết a à, giang giật không yếu thế chút nào cùng nàng đối mặt tranh phong tương đối nói ra tới tới tới, tới ta trời sinh đồ đê tiện thủ đoạn của ngươi đều dùng đến ta nếu là nói cho ngươi một chữ ta theo họ ngươi ta còn liền chuẩn bị chết tại các ngươi phượng minh đại lục các ngươi đại lục ước vạn con dân liền đợi đến cùng ta chôn cùng đi hai người đều con mắt mở tròn vo trên thân khí thế dọa người cho người ta cảm giác giống như là hai cái dựng thẳng lên lông bờm sư tử vương thanh ngư quận chúa nhiều lần nghĩ há mồm hạ lệnh vận dụng đại hình nhưng cuối cùng nói tại bên miệng lại nhịn được ngược lại cùng giang giật nhìn nhau một trận nàng cảm giác có chút hoảng loạn rồi con ngươi cũng tránh ra ha ha Giang giật xả cao khí dương hất đầu, cười dài, giống như là một cái thắng lợi gà trống, để thanh ngư quận chúa vừa mới đè xuống lửa giận lần nữa dâng lên. Giang giật đây là gặp được, tính cách so ra mà nói tương đối nhu hòa nàng, đổi lại phượng minh đại lục cái khác nữ tử, hắn sợ là đã sớm ra chóc thịt bong. Thanh ngư vung tay lên, xoay người sang chỗ khác, nổi giận quá to, người tới, chuẩn bị cho hắn cơm canh. Giang giật lập tức nói tiếp, nhớ kỹ, làm nhiều vài món thức ăn, còn muốn phía trên một chút rượu ngon, ta cơm nước xong xuôi thích ăn hoa quả, chuẩn bị thêm quả ướp lạnh. Bịch, bên ngoài tên kia nữ hộ vệ vừa chạy như bay, nghe được câu này thoáng cái té ngã trên đất. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, hai người thủ vệ cái này tù thất rất lâu, chưa từng thấy như thế cuồng tù phạm, tình cảm ngươi thật sự là đại gia A. À? Hạnh hoa viên đầu bếp hiệu suất rất cao, rất nhanh một bàn rượu ngon thức ăn ngon đi lên, rất nhiều đồ ăn giang giật còn chưa từng nghe thấy, nhìn sắc hương vị đều đủ, Hai tên hộ vệ phân biệt cầm đũa đứng ở một bên, chuẩn bị phục thị giang giật dùng cơm. Giang giật rất nhiệt tình hất đầu, hướng thanh ngư nhìn một cái, cười nói, tới tới tới, quận chúa, cùng một chỗ tới ăn chút đi. Hơn nửa đêm, người cũng đói bụng không. Nói nhảm nữa, có tin ta hay không đem người đầu lưới cắt thanh ngư quận chúa xong quyền nắm chặt, như ngọc sinh đẹp tay nhỏ bên trên gân xanh bảo khí, giang đều cắn đến bang bang rung động. Giang giật không dám tiếp tục điều khản, vật cực tất phản, cái này thanh ngư quận chúa không tốt nam sắc, đối nam nhân rất là chán ghét, thật ép nàng, một phát điên phía dưới hắn mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được. Ngươi, nhìn cái gì vậy cho đại gia ta thỉnh thang? Cái này, cái này nhìn lên không tệ, kẹp đến nếm thử, miệng nhỏ điểm, ngươi là chư A. Ngoả tao, ngươi nghĩ bỏng chết ta à tay chân vụng về, khó trách cả một đời không có tiền đồ, chỉ có thể làm xuống người. Thức ăn này mùi vị không tệ, liền là phai nhạt điểm, quay đầu đi nói cho đầu bếp, về sau thêm phóng điểm mùi ăn. Phi, cái này đồ ăn làm sao những cái kia tanh các người phượng minh đại lục nhân khẩu vị thật nặng. chương 530, Thanh Ngư A, chọn vẹn ăn gần nửa canh giờ, Giang giật mới hài lòng để hai tên hộ vệ triệt hạ tiệc rượu, Thanh Ngư quận chúa trong mắt đều muốn phun lửa. Hơn nửa đêm, nàng vừa rồi vừa mới hoàn hảo một trận, thể lực tiêu hao rất lớn, giống như không nhìn thấy Mỹ thực sợ là sẽ không đói, giờ phút này trơ mắt nhìn Giang giật ăn uống thả cửa. Trong dạ dày tự nhiên không thoải mái, nhưng nàng lại thế nào có ý tốt rời đi, biệt khuất, thanh ngư quận chúa cùng giang giật cùng một chỗ, cảm giác khắp nơi đều bị hắn áp một đầu, dị thường biệt khuất, có nộ khí bị địa phương phát tiết, loại cảm giác này nhất là khó chịu. Sở dĩ các loại chờ giang giật ăn uống no đủ về sau, nàng lập tức không dần nổi gầm thét tiểu tặc, có thể nói a à, không hảo hảo nói chuyện, vừa rồi kia một trận liền là ngươi cuối cùng một trận. Ách, giang giật đánh một ở no nê, một mặt như mộc xuân phong nụ cười, nhìn qua thanh ngư quận chúa nói, thanh ngư, nữ hài tử ra ra, đừng như vậy hung, người xinh đẹp như vậy khí chất lại tốt cẩn thận quá hung không gả ra được phi thanh ngư vừa thẹn vừa giận liền muốn bão nổi giang giật vội vàng ho nhẹ hai tiếng một mặt chính khí lang nhiên nói ra tốt nói chính sự thanh ngư a à, nói thật với người đi ta mới vừa từ hoang vu đông hải tới tại trong đông hải dò xét đến một chút tình huống thanh ngư a à, chờ chút thanh ngư quận chúa tức hổn hển giống lên một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói ra gọi ta quận chúa thanh ngư là người có thể gọi tin hay không Giang giật mặt mũi tràn đầy gà con mổ thóc gật đầu, rất là lo lắng nói ra tốt, tốt. Ngươi đừng tức giận a, à, khó thở tổn thương lá gan, tức điên lên thân thể cũng không tốt, ta bảo ngươi quận chúa còn không được sao. Thanh ngư quận chúa thân thể bắt đầu phát run, nàng không nói thêm gì nữa, nàng sợ chính mình không cẩn thận khống chế không nổi, đem giang giật cho dây, nàng có loại cảm giác, nếu là cùng giang giật ngốc lâu, nàng sớm muộn đến điên rồi. Giang giật sắc mặt lại trở nên nghiêm chỉnh lại, thấy tốt thì lấy, hắn cũng không phải rảnh đến nhức cả trứng không có việc gì đùa với thanh ngư đùa. Hắn hết thảy ngôn ngữ cử động kỳ thật đều là tính toán qua, mỗi câu nói trong đầu đều suy tư mấy lần mới nói ra tới. Hắn tại thận trọng từng bước, hắn mục đích đúng là muốn đem cái này thanh ngư quận chúa giận ngất, để nàng lửa giận công tâm, mất lý trí, mất đi tỉnh táo, mất đi phán đoán chuẩn xác. Thân thể của hắn không thể động, các loại thủ đoạn thần thông không thể dùng, hắn duy nhất dựa vào chỉ có cái miệng này cùng đầu óc hắn dừng một chút mở miệng nói, thanh ngư quận chúa, ta tại hoang vu hải vực loạn chuyển lúc, phát hiện một hiện chuyện rất quỷ dị. Trong hải vực có đại lượng hải yêu tập kết, trong đó yêu đế ít nhất có ba tên, yêu vương mấy trăm, cầm đầu yêu đế tự gọi sư si yêu đế. Các người phượng minh đại lục có phải hay không cùng hoang vu đông hải yêu thú có thù xem tình huống bọn chúng chuẩn bị huyết tẩy các người đại lục A. À? Ây, thanh ngư quận chúa lông mày vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, giang giật lời nói hư hư thực thực, còn nhắc lên sư si yêu đế, cái này khiến nàng nửa tin nửa ngờ, nội tâm cũng chìm đến đáy cốc. Không sai, các nàng đại lục hoàn toàn chính xác cùng hải yêu có thù, bất quá không phải cùng toàn bộ hoang vu hải yêu yêu tộc có thù, chỉ là cùng trong đó nhất tộc có thù. Sự tình vẫn là phải theo vài vạn năm nói lên, mấy vạn năm trước phượng minh đại lục tao ngộ dị tộc xâm lấn, ngay lúc đó dị tộc liền là hải yêu bên trong một loại đặc thù chủng tộc, ngư nhân tộc. Ngư nhân tộc nhưng tại trong biển sinh tồn, cũng có thể trên đất bằng sinh tồn, hoang vu đông hải rất lớn, nhưng cơ bản mỗi một phiến hải vực đều bị nhất tộc chiếm lấy, trong hải vực yêu tộc cũng thường xuyên hỗn chiến, chinh chiếm địa bàn. Ngư nhân tộc gây giống tốc độ rất nhanh, tộc nhân nhiều, tự nhiên nghĩ khuếch trương trương địa bàn, toàn bộ hoang vu đông hải bị các đại yêu đế chia cắt, muốn xâm chiếm địa bàn, vậy thì nhất định phải cùng còn lại yêu tộc đại chiến. Trùng hợp mấy vạn năm trước, Phượng Minh đại lục một vị quận chúa, tại hoang vu trong đông hải săn giết một đám ngư nhân, kết quả bên trong tựu có ngư nhân tộc một vị vương tử, Lúc ấy ngư nhân tộc giận dữ, truy sát vì quận chúa này một đường đến Phượng Minh Đại Lục. Về sau chiến đấu tự thuận Lý Thành Trương, ngư nhân tộc muốn khuất trương, bọn chúng có thể sống lưỡng cư, dứt khoát chuẩn bị đem Phượng Minh Đại Lục chiếm đoạt. Kia một trận đại chiến, đánh mấy năm, để Phượng Minh Đại Lục nhân khẩu giảm nhanh 3 phần 2, cũng làm cho ngư nhân tộc nguyên khí đại thương. Phượng Minh Đại Lục từ cái này một trận chiến về sau, nữ tử vi tôn, ngư nhân tộc cũng trở về đến trong biển nghỉ ngơi lấy lại sức, bất quá cử hận này tự kết. Cách mỗi trăm năm, ngư nhân tộc khôi phục một chút nguyên khí về sau, liền sẽ điều động ngư nhân tộc công kích phượng minh đại lục, bọn chúng chiếm lấy đại lục tâm tư chưa hề yếu đi, không ngừng công kích cũng là đang tiêu hao đại lục nguyên khí. Về khoảng cách lần ngư nhân tộc công kích, đã qua 103 năm, 3 năm này đại lục một mực chờ đến lấy ngư nhân tộc tiến công, đại lục đỉnh cấp trinh sát cũng hoàn toàn chính xác dò xét đến, gần nhất Đông Hải bên kia hải yêu có dị động. Nhưng là, Giang Giật nói có ba cái yêu đế yêu vương mấy trăm, còn có tấm có mắt nói ra sư si yêu đế cái này nhưng làm thanh ngư quận chúa dọa sợ, vạn nhất là thật, phượng minh đại lục cần phải bị diệt thế a à? Không đúng, nàng trầm ngâm một phen, rất nhanh kinh nghi, trầm giọng nói ra, hoang vu trong đông hải yêu tộc một mực lẫn nhau cửu thị còn lại yêu tộc làm sao liên hợp ngư nhân tộc công kích ngươi đang gạt ta. Ta lừa ngươi nhưng có chỗ tốt chẳng lẽ lừa ngươi, liền sẽ thả ta. Giang giật cười nhạo một tiếng, nói ta từng tại các ngươi Tây Hải vực phụ cận đánh giết một cái yêu vương, nó trước khi chết luôn miệng nói lấy sư si yêu đế liền tại phụ cận, bọn hắn đại quân cũng tại phụ cận, ngư nhân tộc đại quân ngay tại tập kết. Nếu ta dám giết hắn, sư si yêu đế tuyệt đối sẽ không buông tha ta, ta bởi vì sợ, lúc này mới tiến vào các ngươi đại lục. Thanh ngư quận chúa mới vừa rồi bị giang giật kém chút giận điên lên, giờ phút này lại bị dọa một trận, sửng sốt một lát, lại mơ mơ màng màng hỏi, ngươi gặp qua ngư nhân tộc. Giang giật là cưới cổ quan xuyên qua Đông Hải, Hắn cái nào gặp qua ngư nhân tộc cái này, ngư nhân tộc ba chữ vẫn là Thanh Ngư quận chúa nói, hắn thuận miệng liền dùng tới mà thôi. Nhìn qua đầy mắt mơ hồ Thanh Ngư quận chúa, nội tâm của hắn cười thầm, trên mặt hết sức chăm chú nói ra, "Thanh Ngư a, à, ngươi cái này không nói nhảm sao đừng tại đây ngẩn người, nhanh đi nghĩ biện pháp đi, lập tức thông cáo các ngươi đại đế, nếu không Phượng Minh đại lục thật hội chó gà không tha a." À. "Ừm," Thanh Ngư quận chúa ngưng trọng nhẹ gật đầu, quay người hướng ra phía ngoài đi ra, đi hai bước mới tỉnh ngộ tới trên mặt nàng biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, lúc xanh lúc trắng vừa đỏ, nàng mắt hạnh chừng chừng gắt gao nhìn chằm chằm giang giật, sâu trong linh hồn chấn động không thôi. cái này gian tế sử dụng yêu thuật gì nàng vừa rồi cũng bất chi bất giác nghe theo mệnh lệnh của hắn cũng bất chi bất giác đối với hắn lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. tiểu tử này quá nguy hiểm, không được, ta nhất định phải lập tức giết hắn. thanh ngư trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nàng đột nhiên có chút sợ hãi giang giật, nhìn qua giang giật tấm kia mang theo nhàn nhạt, nhạt mỉm cười mặt cũng cảm giác tựa như một cái hất lên ra người ác ma kinh khủng. Vù vù, ngay tại thanh ngư chuẩn bị động thủ lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy rất nhanh một đạo quát lớn tiếng vang lên, quận chúa ở đâu xảy ra chuyện lớn. Ngư nhân tộc liên hợp còn lại yêu tộc công kích đại lục, đã liên phá mời ba thành, còn có một vị sư si yêu đế, một chiêu tựu san bằng đào thành. Hưu, thanh ngư quận chúa biến sắc, rốt cuộc không để ý tới giang giật, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng ra phía ngoài phóng đi sư si yêu đế thật tới. Giang giật đôi mắt co rụt lại, thật đúng là cho hắn cái này miệng quả đen nói chúng. Sư si yêu đế thế mà liên hợp ngư nhân tộc công kích đại lục chẳng lẽ là bởi vì con của hắn bị giết, giận chó đánh mèo phượng minh đại lục. Cơ hội tốt, hắn trầm ngâm một lát, rất nhanh hai mắt phát sáng lên, sư si yêu đế công kích phượng minh đại lục, đối với phượng minh đại lục là thảm kịch, lại đúng là hắn thoát thân thời cơ tốt. chương 531, chỉ một cái đâm chết ngươi sư si yêu đế thật sự chính là bởi vì Giang giật giận chó đánh mèo phượng minh đại lục. Con trai duy nhất của hắn bị giết, đau khổ truy sát Giang giật một đoạn thời gian rất dài, tại trên lôi hải mắt thấy lại muốn báo thù tuyết hận, cuối cùng Giang giật lại đột nhiên biến mất, trên biển cả mờ mịt chuyển nửa tháng, để trong lòng hắn biệt khuất nổi giận tới cực điểm. Hắn tại phượng minh đại lục phía tây loạn chuyển, mà ở trong đó là ngư nhân tộc địa bàn, tự nhiên kinh động đến ngư nhân tộc tộc nhân. Ngư nhân tộc sau khi nghe ngóng, biết được sư si yêu đế bị giết, ngư nhân tộc đại đế lập tức nghĩ đến một kế, phái tộc nhân đi thông bẩm sư si yêu đế, nói bọn hắn tộc nhân giống như tại phượng minh đại lục gặp qua người này. Sư si yêu đế nghe xong lập tức giận dữ, giang giật giống như một mực tại hướng phượng minh đại lục bỏ trốn nói không chừng có được cái gì đặc biệt thần thông, trốn xa trở về đại lục, hắn báo thù tâm thiết, cũng không chịu tập tộc nhân, đơn thương độc mã liền muốn giết tới phượng minh đại lục. Chuyện về sau tiểu thuận lý thành trương. Ngư nhân tộc điều động đại quân đi theo sư si yêu đế, cùng một chỗ công kích Phượng Minh Đại Lục bờ biển Tây, một ngày ở giữa ánh sáng thanh ngư quận tự liền mất 13 thành, chiến tử trăm vạn quân đội. Dĩ vãng mỗi lần ngư nhân tộc cùng Phượng Minh Đại Lục chiến tranh khai chiến lúc, đều là tiểu đả tiểu nháo bắt đầu, song phương vương giả cùng cường giả sẽ không dễ dàng xuất chiến. Dù sao song phương đều lòng dạ biết rõ, không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Giống như tử chiến, song phương đều sẽ nguyên lực đại thương Mà mỗi lần trăm năm một lần chiến tranh Để song phương cừu hận càng ngày càng sâu đã đến hóa giải không ra, không thể không chiến tình trạng. Lần này bởi vì sư si yêu đế tham chiến, tình hình chiến đấu trở nên hoàn toàn khác biệt, yêu đế đánh tiên phong, ai có thể ngăn cản đừng nói phổ thông cường giả, liền xem như thanh ngư quận chúa đi, sợ là một chiêu cũng bị hội dây. Tin tức truyền ra, toàn bộ phượng minh đại lục chấn động, phượng minh đại lục đại đế vội vàng xuất quan, lập tức điều động sứ giả, hướng đông bên cạnh cách xa nhau không xa hai cái đại lục cầu viện. Hai cái này đại lục so phượng minh đại lục nhỏ rất nhiều, một ngực là Phượng Minh Đại Lục phụ thuộc. Bọn hắn kẻ thống trị cũng tin tưởng, Phượng Minh Đại Lục bị diệt, dùng ngư nhân tộc sinh sôi tốc độ, đem rất nhanh hội hướng Đông Phương khuếch trương, kế tiếp tựu đến phiên bọn hắn diệt tộc. Đại lục đại quân liên tục không ngừng về phía tây bên cạnh hội tụ, còn lại 14 đại trí tôn, cũng xuất lĩnh các gia tộc cường giả đi phía tây chống cự hải yêu, trong lúc nhất thời tây bộ chiến hỏa dày đặc, khói lửa nổi lên bốn phía. Thanh ngư quận chúa xuất đại quân đi tiền tuyến, giang giật thì tiếp tục khổ bức chỗ bị vây ở tù thất thanh ngư đi được vội vàng không có bất kỳ cái gì chỉ thị thủ vệ tù thất hai tên hộ vệ không dám lười biếng cũng không dám ngược đãi hắn dù sao đêm hôm ấy các nàng thế nhưng là tận mắt thấy giang giật là cỡ nào phách lối mà thanh ngư quận chúa lại một nhẫn lại nhẫn các nàng cũng không mò ra giang giật đến cùng có cái gì địa vị để thanh ngư quận chúa kiêng kỵ như vậy bất quá trông coi giang giật năm ngày sau hai tên hộ vệ ẩn ẩn có dấu hiệu bùng nổ nếu không phải thanh gia quy củ xâm nghiêm sợ là giờ phút này giang giật đã bị hai người loạn đao chém chết. Uy, phía ngoài tiểu nha đầu, đi lấy cái cái bô ra, bản đại gia muốn suyệt suyệt. Cái bô nâng lên điểm, còn có ngươi trên mặt có thể hay không có chút nụ cười ngươi dạng này một bộ mặt như ăn mướp đắng. Bản đại gia làm sao nước tiểu được đi ra vạn nhất tiểu tại ngươi trên mặt, đối ngươi đối ta đều không tốt nha. Đói bụng, gọi đầu bếp đi làm đồ ăn, lần trước cái kia thịt kho tàu long lưỡi, mùi vị không tệ, nhiều hơn hai phần, ngày hôm qua rượu không tệ, lên cho ta vài hũ con. Ăn như vậy cơm rất là không thú vị a à, đi tìm cho ta mấy cái mỹ nhân đến đập cái tiểu vũ, mặt khác nhưng có người hội đàn vui, cùng nhau gọi tới. Đi làm mấy cái lò đến, gian phòng kia có chút âm lãnh, mặt khác đốt huân hương, gian phòng kia không khí không thế nào tốt. Năm ngày thời gian, Giang giật ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, thời gian còn lại hết thảy hạ hơn 80 cái mệnh lệnh, hai tên hộ vệ suốt ngày, đều bị hắn như cầu thúc đẩy, thỉnh thoảng còn muốn gặp hắn phản nàn, nhục mạ một cái tù nhân mặc dù thân phận có chút không tầm thường nhưng người trung quy là tù nhân a à, chẳng lẽ lại không thể có một điểm tù nhân tự cảm thấy làm người không có tự biết rõ lời nói dưới tình huống bình thường hạ chàng cũng sẽ không rất tốt ầm um, tại giang giật lại đưa ra để thường trực một tên nữ hộ vệ rửa chân cho hắn về sau tên kia nữ hộ vệ triệt để nhịn không được bão nổi nàng đang đằng sát khí nhìn hầm hầm giang giật trên thân nguyên lực vần quanh một cái tay đập vào giang giật bên cạnh trên bàn vuông cái bàn kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, cười lạnh nói: ôi nha, nổi giận ta thật là sợ nha. Ngươi một cái nho nhỏ thần du nhất trọng phế vật, phách lối cái gì có gan giết ta a?" À. Cô gái này hộ vệ gọi Thanh Điểu, niên kỷ không tính quá lớn, 18-19 tuổi, tư sắc coi như không tệ, là thanh gia chi thứ con em. Tại thanh gia có lẽ nàng tính không được người thế nào, nhưng nàng là thanh gia con em, bản thân cái này liền là tượng trưng một loại thân phận. Cái này năm ngày đến, phía tây đại chiến mấy chục tràng mặc dù phượng minh đại lục đại đế giá lâm, sư si yêu đế có chút kiêng kỵ, hai người đều không có xuất thủ, nhưng ngư nhân tộc lần này giống như chuẩn bị liều mạng. Thanh ngư quận lần nữa bị công phá hơn 50 cái thành trì, con dân tử thương ngàn vạn, thanh gia quân đội cùng cường giả cũng tử thương thảm trọng. Tin tức không ngừng truyền về thanh ngư thành, để lưu thủ thanh ngư thành thanh gia con em bi vẫn không thôi, lại thấp thỏm lo âu, tinh thần áp lực rất lớn. Thanh Điều cùng một tên khác nữ hộ vệ cái này mấy ngày tâm tình bản thân tựu không tốt, bị Giang Giật như thế giải vò, còn không có điên đã tính toán kỳ tích. Nghe được Giang Giật chế giễu lời nói, Thanh Điều giận không thể nghỉ, đột nhiên rút tay ra bên trong trường kiếm, như thiểm điện gác ở Giang Giật trên cổ, sắc bén bảo kiếm vạch phá Giang Giật trên cổ ra thịt, tiên huyết chậm rãi tràn ra, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Giật nói, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi. Phi, Giang Giật không chỉ có không sợ, ngược lại gắt một cái cư cao lâm hạ xem thường nói ngươi thì tính là cái gì chỉ là thần du nhất trọng võ giả cũng dám làm càn nếu không phải ta bị trói ở ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi chỉ bằng ngươi thanh điều giận quá mà cười nàng cũng không biết rõ giang giật thực lực rất mạnh giang giật trước khi đến ẩn giấu đi khí thức chúng kế sau bị khóa hồn liên trói buộc nguyên lực càng không thể động tại thanh điều xem ra giang giật nhiều nhất liền là một cái có chút thân phận ăn chơi thiếu ra giang giật cũng giận dữ mẹ nó người tiểu nha đầu này dám chế diễu ta dám xem thường ta lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu có tin ta hay không chỉ một cái đâm chết ngươi ngươi đâm a à, thanh điều thu hồi trường kiếm tựa như một cái bị chọc giận tiểu cầu cùng giang giật đối giống lên chỉ bằng ngươi cái này không có nửa điểm thực lực phế vật còn muốn đâm chết ta ngươi cái này lại ngu xuẩn lại xấu lão bà nói lão tử là phế vật giang giật cũng như một cái đỏ mắt con vịt nổi giận quát đem ta trên người xích sắt giải khai hôm nay giống như chỉ một cái đâm không chết ngươi cái này lão bà lão tử tự cùng ngươi quỳ xuống, rửa chân cho ngươi. Đâm không chết tựu cho ta quỳ xuống, rửa chân tốt. Tốt, tốt, thanh điều bị tức điên rồi, đưa tay chỉ giang giật, thân thể không ngừng run rẩy con mắt cũng đỏ lên, trên tay nàng đột nhiên sáng lên nguyên lực, đột nhiên hướng tỏa hồn liên chụp tới, tựa hồ liền muốn cho giang giật giải khai tỏa hồn liên, cho hắn đâm thoáng cái, giống như đâm không chết, liền để hắn quỳ xuống, cho nàng rửa chân. Xong rồi, giang giật trên mặt đều là tức giận, nội tâm lại khuấy động không thôi, bố cục năm ngày chỉ vì giờ khắc này, giống như ổ khóa này hồn liên thật mở ra, hắn liền có thể chạy thoát. Cái này năm ngày đến, hắn không sợ người khác làm phiền nhục nhã, thúc đẩy, khiêu khích cái này hai tên nữ hộ vệ, chính là vì chọc giận hai người. Hắn cẩn thận phân tích một chút hai người tính cách, phát hiện cái này thanh điều tính cách tương đối là đơn thuần, nói một cách khác thuộc về tương đối dễ dàng chập chờn loại kia, sở dĩ vừa rồi hắn đem một tên khác nữ hộ vệ thúc đẩy ra ngoài, lại triệt để chọc giận thanh điều, xem ra hiệu quả rất không tệ chương 532, xuyên tim, xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, để thanh điều động tác trì trệ, giang giật tại thời khắc này nội tâm cũng lập tức giận không thể nghỉ. Như thế thời khắc mấu chốt, cái nào tinh trùng lên não tới quấy rối vận khí này quá xui xẻo a à. Xa xa xa, tới không phải một người, mà là một đội người mặc chiến giáp quân sĩ, cầm đầu vẫn là một tên thần du đỉnh phong nữ tướng quân, nàng vừa tiến tới ánh mắt quét qua thanh điều, cùng trên đất mảnh gỗ vụn nhướng mày hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn, thanh điểu vừa định giải thích hai câu, kia thần du đỉnh phong lão ẩu không kiên nhẫn khoát tay quát khẽ nói, đem cái này gian tế mang đi, đại đế tại thanh phượng thành muốn gặp hắn. a à, giang giật linh hồn chấn động, nội tâm kêu khổ thấu trời. Lúc đầu lập tức liền muốn thoát khốn, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Giờ phút này còn muốn mang đến gặp Phượng Minh Đại Lục Thiên Quân Đại Đế hắn mấy ngày nay tâm huyết phí công nhọc sức không nói, đi một lần thanh phượng thành cái này mạng nhỏ có thể hay không bảo trụ còn hai chuyện. Mấy tên hộ vệ nhanh chóng đi tới, đem tỏa hồn liên một điểm theo trên vách tường gỡ xuống, sau đó hai người dựng lên giang giật liền đi ra ngoài. ầm um, bên ngoài sớm ngừng mấy chiếc phi liến, hai tên hộ vệ rất thô lỗ đem giang giật ném vào phi liến bên trong, một người thiếp thân trông nom hắn, một người khác khống chế phi liến, rất nhanh mấy chiếc phi liến tự đằng không mà lên, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Ta nguyên bản còn muốn để đại đế đem hắn luyện thành hồn nô, người này thực lực rất khủng bố, người bình thường sợ là không có cách nào luyện hóa hắn. Hồi tưởng lại thanh ngư quận chúa, Giang giật có loại cảm giác không rét mà run. Hải yêu bạo động, phượng minh đại lục đại chiến say xưa, cần vô số cường giả chém giết, giờ phút này các nàng đại đế xuất quan, lại cố ý đem hắn mang về, chẳng lẽ là muốn đem hắn luyện thành hồn nô để hắn đi hỗ trợ đánh giết hải yêu hắn không biết hồn nô là cái gì nhưng muốn tới cùng giao ra hồn ấn không có khác nhau, tuyệt đối là một loại khôi lỗi. Trở thành khôi lỗi, vậy sẽ sống không bằng chết giang giật âm thầm kêu khổ nội tâm chỉ muốn chửi thề vừa rồi lập tức liền muốn khốn long thăng thiên còn kém một chút xíu a à, vận khí này phượng minh đại lục đại đế là thiên quân vẫn là một cái không tốt nam sắc thích bách hợp thiên quân ngẫm lại giang giật có loại như ngồi châm đệm cảm giác đầu hắn nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp vấn đề hắn bị khóa hồn liên trói lại lần này trông coi hắn người xem xét đều là lão thủ không có khả năng bị hắn chập chờn hắn ngoại trừ ngồi đợi bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Phi liễn mang theo cuồng phong như ánh sáng hoa phá thiên tế, phía trước linh thú máy móc vỗ vũ rực, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, giang giật bị cuồng phong thổi đến hai mắt nheo lại nhìn phía trước linh thú, cũng cảm giác thấy được tương lai của mình. Thanh Phượng Thành khoảng cách Thanh Ngư Thành chỉ có nửa ngày khoảng cách, kia là một tòa to lớn cổ thành, lịch sử so Thanh Ngư Thành còn muốn lâu đời, đây là Thanh Ngư quận đệ nhị đại thành, là Thanh Ngư quận cuối cùng phía tây cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu là thành này bị phá, kế tiếp liền là Thanh Ngư thành, Thanh Ngư quận cũng sẽ bị luân hãm. Thanh Phượng thành không có mở ra vòng bảo hộ, nhưng trên tường thành quân sĩ san sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khắp nơi tràn ngập túc sát chi khí. Ngư nhân tộc đại quân còn không có đánh tới Thanh Phượng thành, bất quá Thanh Phượng thành tây bên cạnh hơn 100 tòa thành nhỏ đã luân hãm hơn phân nửa. Lúc đầu Ngư nhân tộc đại quân hẳn là thẳng đến Thanh Phượng thành, nhưng ở Phượng Minh đại đế giá lâm về sau, Ngư nhân tộc quả quyết lựa chọn đường vòng mà đi một mực đi theo đại quân xuất chiến sư si yêu đế cũng hành quân lặng lẽ. Hưu, mấy chiếc phi liễn phá không mà đến, trên tường thành một tên kim cương cường giả lập tức đằng không mà lên, xác định là người một nhà về sau, mới cho dùng cho đi. Nhiều như vậy kim cương cường giả, giang giật ánh mắt bốn phía quét qua, mắt quang ám nhạt, cái này thành trì bên trong thần du cường giả ít nhất có mấy vạn, quân đội mấy trăm vạn, kim cương cường giả cũng ít nhất có mấy chục người a. À. Phi liễn tại thành trì trung ương một cái đại quảng trường bên trên ngừng lại, giang giật bởi hai tên hộ vệ mang theo hướng thành bắc ngồi xuống cao lớn tòa thành đi đến. Người đến người nào, tòa thành bên ngoài đều là thủ vệ, xa xa tự quát khẽ, dẫn đội thần du đỉnh phong trong tay lệnh bài dương lên, quát khẽ ta chính là thanh ngư quận chúa thủ hạ, phụng mệnh dẫn người yết kiến đại đế. Lệnh bài là thật, thủ vệ vung tay lên cho đi, đại đế cùng thanh ngư quận chúa đều tại tòa thành bên trong, gian tế đi vào liền là chịu chết. Một đường đi vào, một đường đều có người kiểm tra, cuối cùng đến trong một cái đại điện kia thần du đỉnh phong, ở ngoài cửa một gối quỷ xuống quát khẽ nói, khởi bẩm quận chúa, gian tế đã mang đến. Vào đi, thanh ngư quận chúa nhu nhu thanh âm vang lên, giang giật hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần, sống hay chết tựu xem giờ khắc này. Hai tên hộ vệ mang lấy giang giật hướng bên trong đi đến, đại điện rất lớn, bên trong ngược lại là trống rỗng, không có người nào. Thần du đỉnh phong cũng không có dừng lại, mang theo hai tên hộ vệ đi vào bên cạnh bên trong cung điện nhỏ. Tiến tiểu điện, Giang giật ánh mắt quét qua, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thanh ngư quận chúa, ánh mắt của hắn rất nhanh hướng bên cạnh di động, thấy được thanh ngư quận chúa bên người đứng thẳng một người, rõ ràng là cùng nàng tại trên giường lớn biên loan đảo phượng một cái khác nữ tử. Phượng Minh Đại Đế, ánh mắt lần nữa hướng bên cạnh di động, hắn thấy được một vị nữ tử áo xanh, chỉ một cái liếc mắt, Giang giật liền đã xác định người này liền là Phượng Minh Đại Lục Vương giả. Bởi vì, thanh ngư quận chúa cùng một tên khác nữ tử là đứng đấy, người này là đang ngồi mà lại hắn càng nhìn không rõ người này mặt. Đây là một cái rất trẻ trung nữ tử, trên người áo xanh rất tinh xảo, đưa nàng hoàn mỹ dáng người phát hỏa phát huy vô cùng tinh tế, nàng tự lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng cho người ta cảm giác nàng liền là thiên địa trung tâm, bốn phía quang mang đều bị nàng hấp thu. Trên người nàng không có phóng xuất ra bất kỳ khí thức gì, giang giật cùng bên người mấy người lại đều cảm giác có chút hô hấp không thuận. Quỷ dị nhất chính là mặt của nàng, nàng cũng không mang theo bất luận cái gì mặt nạ nhưng giang giật liền là thấy không rõ mặt của nàng duy nhất có thể nhìn thấy liền là một đôi thâm thúy vô cùng tròng mắt đen nhánh đây là thần thông gì quá quỷ dị đây chính là thiên quân thực lực giang giật âm thầm kinh hãi mặc dù nàng cùng yêu hậu gặp qua rất nhiều lần cũng bị sư si yêu đế truy sát qua còn bị mượn thiên cơ đại trận tăng lên tới thiên quân cơ thính vũ trấn áp qua nhưng khoảng cách gần như vậy gặp nhân loại thiên quân trí cường giả còn là lần đầu tiên ầm um, hai tên mang lấy giang giật hộ vệ đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái một gối hành lễ lui về sau ra ngoài giang giật bởi vì toàn thân bị trói lại sở dĩ chỉ có thể nằm nghiêng trên mặt đất ánh mắt của hắn một mực nhìn qua phượng minh thiên quân con ngươi không nói một lời quả nhiên có mấy phần cổ quái phượng minh đại đế con mắt nhìn giang giật một trận đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói nàng thanh âm rất có vận vị không nhanh không chậm nghe được làm người ta rất dễ chịu cho dù là giang giật cũng không thể không thừa nhận cái này thiên quân khí chất bất phàm thanh ngư quận chúa đầy mắt lưu luyến si mê nhìn qua phượng minh thiên quân uyển chuyển cười nói đại đế nếu không đem hắn luyện hóa thành hồn nô cái này gian tế thực lực không tệ đến lúc đó có thể thay chúng ta giết nhiều một chút ngư nhân phượng minh thiên quân bắt đầu trầm mặc thanh ngư quận chúa hai người không dám nói lời nào giang giật nội tâm nhanh như hỏa thiêu nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt chỉ có thể chờ đợi cái này thiên quân quyết đoán thời gian từ từ trôi qua giang giật tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc bởi vì hắn nhìn thấy Phượng Minh Thiên Quân ánh mắt nhìn hắn có chút không giống nhau, tựa như một đứa bé nhìn thấy một kiện rất mới lạ đồ chơi. Tốt, đột nhiên, Phượng Minh Thiên Quân đứng lên, khoát tay nói, thanh ngư truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng, chế chút hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta tự hao phí một chút hồn lực, đem kẻ này cho luyện hóa. Xong, Giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút, thân thể như rớt vào hầm băng, xuyên tim. Trường 533 con, hồn nô, đây là một loại rất đặc thù tồn tại, nô tự ý nghĩ rất rõ ràng liền là nô lệ hồn nô cũng là một loại đặc thù nô lệ hồn nô cùng dâng ra hồn ấn vẫn là có khác biệt một cái võ giả nếu là dâng ra hồn ấn trở thành người khác nô lệ trừ phi chủ nhân hắn trả lại hồn ấn nếu không cái này đều không có tiến bộ thực lực đến chết cũng liền dậm chân tại chỗ hồn nô khác biệt hồn ấn là nô lệ đem một tia bản nguyên linh hồn giao cho chủ nhân chủ nhân có thể tùy ý yên diệt cái này tia bản nguyên linh hồn để nô lệ chết đi hồn nô vừa vặn tương phản Chủ nhân hội lợi dụng Quảng Đại Thần Thông, lưu lại một tia dấu ấn tinh thần tại nô lệ linh hồn bên trong, chủ nhân tâm niệm vừa động, nô lệ hội linh hồn sụp đổ mà chết. Cái này dấu ấn tinh thần bình thường hội dấu ở sâu trong linh hồn, nô lệ hoàn toàn không biết, càng dò xét không được. Sở dĩ biến thành hồn nô về sau, nô lệ vẫn như cũ có thể tu luyện không ngừng mạnh lên, duy nhất khác biệt, linh hồn hắn bên trong hội không tự chủ sinh ra một loại ý niệm, không thể ngỗ nghịch chủ nhân, muốn nghe theo chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì, bao quát tự sát, sở dĩ hồn nô thuật rõ ràng so dâng ra hồn ấn cao cấp, thu một tên lợi hại hồn nô, về sau cũng liền nhiều một cái cường đại tay chân, vạn nhất cái này tay chân không ngừng tiến dai, thậm chí siêu việt chủ nhân, cái này coi như kiếm lật ra. Giang giật thể nội chín khỏa tinh thần rất kỳ dị, phượng minh đại đế cho là hắn có được vô hạn tiềm năng, cho nên mới quyết định xuất thủ luyện hóa hắn là hồn nô. Đương nhiên, cái này hồn nô luyện chế rất phiền phức, muốn tiêu hao một chút linh hồn chi lực, mà lại không phải thực lực cường đại người không dám tự tiện luyện hóa nếu không vạn nhất bị phản phệ vậy liền xong đời thanh ngư quận chúa cũng không dám luyện hóa giang giật bởi vì hắn cảm giác giang giật thực lực so với nàng còn kinh khủng một cái không tốt ngược lại bị giang giật phản phệ phượng minh đại đế tự nhiên không tồn tại những vấn đề này mặc dù cái này đại đế cũng là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ tăng lên đi lên nhưng thiên quân liền là thiên quân đây là không thể cải biến sự thật kim cương cảnh có thể hoàn toàn nghiền ép thần du cảnh thiên quân cùng kim cương cảnh càng là tranh lệch thiên địa, u minh cửu uyên bên trong, cơ thính vũ mượn nhờ thiên cơ đại trận nhẹ nhõm chân áp giang giật, có thể thấy được lốm đốm. Sở dĩ tại thanh ngư quân chủ xem ra, phượng minh đại đế muốn luyện hóa giang giật, kia thật là quá đơn giản. Bất quá luyện hóa hồn nô cần yên tĩnh, không thể bị quấy nhiễu, cũng cần một chút thời gian. Tại phượng minh đại đế hạ lệnh về sau, nàng lập tức ra ngoài bắt đầu an bài, để toàn thành đều giới nghiêm, tòa thành trong ngoài ba tầng trong, ba tầng ngoài cũng đều bị quân sĩ vây quanh. Ông, sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, nàng mở ra đại điện cấm chế, sau đó đi vào bên trong cung điện nhỏ, hướng Phượng Minh Đại Đế nhẹ gật đầu, nói khẽ, Đại Đế, có thể bắt đầu. Tốt, Phượng Minh Đại Đế đứng dậy, trên người nàng chậm rãi dâng lên khí thế, loại kia như bạo phong vũ khí tức cuồng bạo, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tiểu điện, mà nàng tấm kia mơ hồ mặt dần dần trở nên rõ ràng. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, cứ việc Giang giật nội tâm chìm vào đáy cốc, nhưng đôi mắt vẫn là bản năng sáng lên. Phượng Minh Đại Đế ngũ quan dáng rất cực kỳ tinh xảo, so tô như tuyết có phần hơn mà không bằng. Có lẽ là bởi vì thích nữ nhân duyên cớ, trên người nàng khí chất có chút đặc thù, cho người ta có loại yêu mị cảm giác. Mà thân là Phượng Minh Đại Lục Chi Chủ, trên người nàng lại nhiều một loại biệt dạng khí chất, có loại cao cao tại thượng như cửu thiên tiên nữ tôn vinh, khiến nam nhân không tự chủ được sinh ra chinh phục dục vọng. Thử nghĩ thoáng cái, đem một cái đại lục chi chủ, một cái thiên quân đại đế đặt ở dưới thân, nhìn xem nàng bách chuyển kiều mị dáng vẻ, nghe nàng tiếng rên rỉ dụ người, sợ là bất luận cái gì nam tử đều muốn điên cuồng đi. Ông, Phượng Minh đại đế trên tay sáng lên thanh quang, Giang giật đột nhiên giật mình tỉnh lại âm thầm hổ thẹt, đều lập tức đều muốn bị nhân gia luyện hóa thành hồn nô, cả một đời mất đi tự do, còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Suy suy, Phượng Minh đại đế trong tay thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng cái đánh chúng vào Giang giật đầu, không có nửa điểm ngoài ý muốn giang giật mắt trợn trắng lên cả người ngất đi thanh ngư đem tỏa hồn liên hạ phượng minh đại đế nhàn nhạt cười một tiếng như hoa quỳnh nở rộ đẹp không sao tả xiết thanh ngư quận chúa có chút kiêng kỵ hướng giang giật nhìn một cái bất quá nghĩ đến phượng minh đại đế ở đây coi như giang giật tỉnh lại cũng không có gì lớn nàng trước khi đi mấy bước trong tay bạch quang sáng lên bắt lấy tỏa hồn liên theo trong tay nàng nguyên lực rót vào tỏa hồn liên quang mang lóe lên rất nhanh tự động chóc ra cuối cùng thần kỳ không ngừng thu nhỏ hóa thành thanh ngư quận chúa trên cổ tay một cái vòng tay thanh ngư quận chúa nhìn thấy phượng minh đại đế đi tới một tay nhấc lên đem giang giật thân thể dựng đứng để hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất thanh ngư gần nhất đầy đặn rất nhiều a à. phượng minh đại đế nhẹ nhàng đi tới tại thanh ngư quận chúa nở nang trên cặp mông vỗ cười yếu ớt nói cái sau thân thể mềm mại run lên mỹ nhãn như tơ nhìn qua phượng minh đại đế thẹn thùng nói đại đế trước làm chính sự đấy con Phượng Minh đại đế phất phất tay, thanh ngư lùi ra ngoài 10 bước, đại đế sắc mặt cũng nghiêm mặt, trên ngọc thủ thanh quang lấp lánh, phía trên ẩn ẩn có không hiểu phù văn lấp lánh, chậm rãi hướng giang giật trên đầu che đi, mà giang giật từ đầu đến cuối một mực trong hôn mê. Ông, tại Phượng Minh đại đế ngọc thủ dán tại giang giật trên đầu lúc, giang giật cùng đầu cùng Phượng Minh đại đế tay đồng thời phát sáng lên, cái sau cũng nhắm mắt lại, khuôn mặt trang nghiêm, hiển nhiên bắt đầu phóng thích thần thông luyện hóa giang giật. Thanh ngư ngừng thở, thần thức tại bốn phía liếc nhìn, bảo đảm không ra nửa điểm ngoài ý muốn. Giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất, ra một điểm sai lầm, giang giật chết đi không nên gấp, phượng minh đại đế ra nửa điểm vấn đề, đối với đại lục tới nói liền là kiếp nạn. Giang giật linh hồn thức hải bên trong, một tiên năng lượng màu xanh chậm rãi theo đỉnh đầu hắn bên trong rót vào, giang giật giờ phút này trong hôn mê, căn bản không có nửa điểm ý thức, hắn hỏa linh châu cũng bị thanh ngư tranh đoạt, không có cách nào tự động hộ chủ. Sở dĩ kia tia năng lượng màu xanh, thông suốt tiến vào trong đầu của hắn cuối cùng dừng lại tại linh hồn hắn thức hải bên trên cái kia thanh hỏa hồng sắc hình kiếm linh hồn thể bên ngoài giang giật linh hồn tại luyện hóa thanh xương diệp người chậm tiến hóa đến đệ nhị giai ngưng tụ thành một thanh kiếm cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc hình kiếm linh hồn thể đương nhiên nhỏ gấp trăm lần sau đó lại luyện hóa hai cái thanh xương diệp kiếm này hình linh hồn lớn thêm không ít nhưng vẫn không có tiến hóa dấu hiệu cái này gian tế linh hồn thể ngược lại là có chút đặc thù Năng lượng màu xanh này liền là phượng minh đại đế một tia linh hồn ấn ký, sở dĩ giang giật linh hồn nội tình huống, nàng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở, nàng cảm khái một tiếng, khống chế linh hồn ấn ký chậm rãi tiến vào hình kiếm linh hồn thể bên trong. Hồn nô luyện hóa là rất dườm già sự tình, nhất định phải khống chế linh hồn ấn ký, tiến vào đối phương linh hồn thể bên trong, tìm kiếm linh hồn của hắn lạc ấn, lại đem chính mình linh hồn ấn ký đánh vào đối phương linh hồn lạc ấn bên trong dạng này linh hồn hắn bên trong sẽ tự động sinh ra thần phục ý thức, không dám lên một tia kháng cự chi tâm. Võ giả linh hồn càng cường đại, kinh lịch sự tình càng phức tạp, linh hồn lạc ấn càng nhiều. Giang giật linh hồn không tệ, linh hồn lạc ấn đã đạt tới là cửu cái, sở so dĩ phượng minh đại đế nhất định phải tại linh hồn thể bên trong tìm tới cửu cái linh hồn lạc ấn, phân biệt đánh vào linh hồn ấn ký. Tìm tới một cái, phượng minh đại đế rất nhanh kia tia màu xanh linh hồn ấn ký, tìm được một cái bụi bẩm tiểu nhân linh hồn lạc ấn, cũng nhẹ nhõm đem chính mình linh hồn ấn ký khác vào trong đó một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái thời gian từ từ trôi qua phượng minh đại đế bóng loáng trên trán bắt đầu xuất hiện một chút mồ hôi lấm tấm khống chế linh hồn ấn ký tại đối phương hảo hãn linh hồn thể bên trong tìm kiếm nho nhỏ linh hồn lạc ấn kia là một kiện phi thường tốn sức sự tình nàng nhất định phải toàn lực ứng phó không thể có nửa điểm sai lầm nếu không kia tia linh hồn ấn ký bị đối phương thôn phệ vậy liền hội xong đời Đương nhiên, Giang giật linh hồn so ra mà nói quá yếu quá yếu, giờ phút này cũng là tại trong hôn mê, không có nửa điểm ý thức. Lui một vạn bước nói, coi như hắn tỉnh lại lại như thế nào Phượng Minh Đại Đế nhiều nhất không muốn kia tia linh hồn ấn ký, nhẹ nhõm đem Giang giật linh hồn chấn vỡ, để hắn chết đi. Nói cái gì, đến cái gì, sau cái, bảy cái, tám cái. Tại Phượng Minh Đại Đế tìm tới Giang giật cái thứ tám linh hồn lạc ấn lúc, Giang giật linh hồn đột nhiên chấn động, lại vừa tỉnh lại chương 534, tuyệt cảnh phản sát. Không được, Phượng Minh Đại Đế thất kinh một tiếng, giang giật linh hồn thức tỉnh thời gian rất trùng hợp, tại nàng vừa mới tìm tới hắn cái thứ tám linh hồn lạc ấn, đánh thẳng nhập linh hồn ấn ký lúc thức tỉnh. Nàng giờ phút này linh hồn cũng rất là suy yếu, giống như giang giật phản phệ, nàng đem rất có thể phí công nhọc sức. Ông, giang giật linh hồn quang mang chấn động, rung động kịch liệt, một cỗ cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng chi tâm theo sâu trong linh hồn truyền đến, Phượng Minh Đại Đế lần nữa giật mình muốn cái gì tới cái đó, giang giật linh hồn bắt đầu phản phệ, mà lại phản phệ cường độ dị thường hung tàn. Tiểu tử này tâm tính càng như thế cường đại, một cỗ vô hình linh hồn ba động truyền đến, giống như thủy chiều hướng phượng minh đại đế linh hồn ấn ký vào tới, để nàng khổ không thể tả. Giang giật tuổi không lớn lắm, tâm tính lại cường đại đến không hợp thói thường, bảy cái linh hồn lạc ấn đều bị đánh nhập linh hồn ấn ký, căn bản không có cách nào phản kháng. Mặt khác hai cái linh hồn lạc ấn phản phệ lại làm cho nàng gần như không ngăn cản được có thể tưởng tượng, giống như Giang giật thức tỉnh sớm mấy phần, cái này lực phản vệ độ sẽ có bao nhiêu đại đương nhiên. Giống như sớm một chút thức tỉnh, Phượng Minh Đại Đế linh hồn chi lực cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy, sẽ không suy yếu như vậy. Tiểu tử, đừng ép ta, ép, bản đế để ngươi linh hồn sụp đổ, để ngươi biến thành hoạt tử nhân. Phượng Minh Đại Đế rất là không cam lòng, lợi dụng linh hồn ấn ký truyền đi một cỗ ý niệm, ý đồ để giang giật linh hồn hỗn loạn, thừa cơ chấn áp linh hồn hắn phản phệ, thành công luyện hóa hắn nàng đã đánh vào bảy viên dấu ấn tinh thần, còn kém hai cái, tự nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ, giang giật tâm tính càng mạnh, về sau thành tựu càng lớn, thu phục giang giật chẳng khác nào nhiều một cái cường đại mãnh tướng, vẫn là một cái có vô hạn có thể mãnh tướng. Cận kề cái chết, không vì nô, một cỗ rất rõ ràng ý niệm, theo giang giật linh hồn ba động bên trong truyền ra, lập tức phản vệ cường độ càng lúc càng lớn, phượng minh đại đế khổ không thể tả. Trên chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, thân thể mềm mại cũng hơi run dày. Tích đáp, Tí tách, mồ hôi theo như bạch ngọc gương mặt bên trên trượt xuống, nhỏ xuống tại mặt đất bàn đá xanh bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm tuy nhỏ, lại kinh động đến tại tiểu cửa đại điện hộ pháp Thanh Ngư quận chúa, nàng ánh mắt đột nhiên hướng bên trong quét tới, một đôi mắt đẹp lập tức co rụt lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phượng Minh đại đế, một đời thiên quân cường giả, luyện hóa một tên kim cương võ giả, càng như thế khó khăn hơn nữa nhìn tình huống còn bị phản phệ. Hừ. Thanh ngư quận chúa trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong tay nguyên lực lấp lánh, tùy thời chuẩn bị công kích, nhất cử đem giang giật cho diệt sát. Đối với nàng tới nói, phượng minh đại đế an toàn vĩnh viễn là đệ nhất, giang giật chết không có gì đáng tiếc. Tiểu tử, còn không ngừng dưới, bản đế để ngươi lập tức chết đi. Phượng minh đại đế có chút không chống nổi, giang giật linh hồn bên trong hồn lực giống như thủy chiều hướng nàng kia tia linh hồn ấn ký dũng mãnh lao tới, mặc dù mỗi đạo hồn lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng thắng ở liên tục không ngừng công kích, Giang giật xem tình huống là dự định chết, cũng không muốn để Phượng Minh Đại Đế đạt được. Vậy thì chết đi, Phượng Minh Đại Đế giận dữ, toàn bộ thân thể thanh quang lóe lên, gấp 10 hồn lực theo trong đầu của nàng tuôn ra, muốn xông vào giang giật hình kiếm linh hồn, đem hắn linh hồn xông đến sụp đổ, để cho nàng linh hồn ấn ký lui về đến. Linh hồn ấn ký là phi thường trọng yếu đồ vật, hồn ấn kỳ thật liền là một tia linh hồn ấn ký ngưng tụ mà thành, nếu là cái này linh hồn ấn ký bị giang giật hủy diệt, linh hồn nàng sẽ bị trọng thương, sư si đại đế ngay tại thanh phượng thành tây nhìn chằm chằm nàng một khi trọng thương, hậu quả không thể tưởng tượng. Thậm chí, nếu là giang giật đem nàng linh hồn ấn ký phản luyện hóa, nàng đem bị giang giật khống chế. Chẳng khác nào nàng dâng ra hồn ấn, bị giang giật nắm trong tay sinh tử, nàng linh hồn ấn ký tại giang giật trong tay, nội tâm của nàng cũng không dám ngỗ nghịch giang giật bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên, loại tình huống này là không thể nào phát sinh, giang giật linh hồn quá yếu, là không thể nào phản luyện dấu ấn tinh thần của nàng mà lại nàng gấp 10 hồn lực đã xuyên thấu qua tay của nàng tiến vào giang giật trong đầu, lập tức đến hình kiếm linh hồn bên trong, mạnh mẽ như vậy hồn lực, giang giật linh hồn thể hội trong nháy mắt sụp đổ. Chết, Phượng Minh Đại Đế trong lòng quát khẽ một tiếng, khống chế minh mông hồn lực tràn vào giang giật hình kiếm linh hồn bên trong. Oanh, tựa như nghe được một tiếng im ắng nổ vang, Phượng Minh Đại Đế kia minh mông hồn lực, như ngập trời cự lãng tràn vào một dòng sông nhỏ, bắt đầu tràn lan tàn phá bừa bãi. Giang giật hình kiếm linh hồn thể bên trong hồn lực từng mảnh từng mảnh bị xung kích, hồn lực rất nhanh hỗn loạn, bốn phía tán loạn, tùy thời có thể dùng để linh hồn của hắn thể bởi vì chịu không được như thế cường đại xung kích mà sụp đổ. Một khi sụp đổ giang giật linh hồn liền sẽ tử vong, hắn cũng có thể là biến thành hoạt tử nhân, hay là chết đi. Ông, vào thời khắc này, giang giật toàn bộ hình kiếm linh hồn đều phát sáng lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Linh hồn thức hải bên trên, giang giật cái kia thanh cùng hỏa long kiếm hình kiếm trên linh hồn hắc quang đại thịnh, đây không phải phổ thông hắc quang. Hoặc là nói, những này hắc quang cũng không phải là theo linh hồn thể bên trong phát ra, mà là hình kiếm linh hồn thể ra ngoài phát hiện ra một chút chữ màu đen phù. Giống như giang giật giờ phút này thanh tỉnh, có thể dò xét những chữ này phù, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Thiên địa minh mông, suy đại đạo vĩnh hằng, muốn chứng nhận thiên đạo, trước phải tu tự thân. Giang giật linh hồn bên trong xuất hiện màu đen ký tự, đúng là vô danh khẩu quyết công pháp kia mười mấy cái màu đen chữ tiểu triện ký tự lại theo linh hồn bên trong lặng yên hiện lên, phù linh hồn thể mặt ngoài. Cái này màu đen ký tự tại hình kiếm linh hồn thể dẫn ra ngoài chuyển, du tẩu, tản mát ra nhu hòa hắc quang, đem toàn bộ linh hồn thức hải đều chiếu sáng, một cỗ thần thánh cường đại đến cực điểm khí tức theo ký tự bên trên tán phát ra. Đây, đây là thứ gì? Phượng Minh Đại Đế quá sợ hãi, nàng theo cái này mười mấy cái màu đen chữ tiểu truyện ký tự bên trong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cái này màu đen chữ tiểu truyện ký tự cũng có được không hiểu năng lượng, làm nàng cảm giác được sợ hãi, tuyệt vọng. Suy suy, màu đen chữ tiểu truyện ký tự ở bên ngoài lưu chuyển du tẩu một vòng về sau, toàn bộ hướng linh hồn thể bên trong phóng đi, tiếp lấy để phượng minh đại đế càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh nàng vận chuyển đi vào 10 cỗ hồn lực. Tại cái này màu đen chữ tiểu truyện ký tự trùng kích vào không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm bị yên diệt. Mà những cái kia màu đen chữ tiểu triển ký tự, còn như từng thanh từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng nàng linh hồn ấn ký phóng đi. Không, không, Phượng Minh Đại Đế không hiểu có loại cảm giác, giống như nàng kia tia linh hồn ấn ký bị màu đen chữ tiểu truyện ký tự đến gần lời nói, nàng linh hồn ấn ký tuyệt đối sẽ bị chân áp, sau đó bị thuần hóa, nói một cách khác, nàng rất có thể bị giang giật phản luyện hóa, trở thành nàng hồn nô. Nàng thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, trên trán mồ hôi lạnh như mưa xuống, nàng điên cuồng chỗ vận chuyển trong linh hồn hồn lực hướng giang giật trong đầu phóng đi, ý đồ đối kháng những cái kia màu đen chữ tiểu triện ký tự, đem nàng linh hồn ấn ký giải cứu ra. Không được, một mực chú ý bên này tình huống thanh ngư quận chúa tại thời khắc này hoa dung thất sắc, nàng cảm nhận được phượng minh đại đế trong thân thể truyền đến sợ hãi, nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết không thể tiếp tục mang xuống, lại mang xuống tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. hưu giang giật cùng phượng minh đại đế thân thể kề, Nàng không thể phóng thích đạo văn cùng nguyên lực công kích, trong tay nàng một chiếc nhẫn sáng lên, xuất hiện một cái dao găm, đối giang giật đầu hung hăng đâm tới. Giang giật chết rồi, phượng minh đại đế tự nhiên là an toàn, một người chết cũng không sẽ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dao găm mang theo một đạo lãnh quang, vạch phá bầu trời đâm thẳng giang giật đầu, thanh ngư quận chúa đằng đằng sát khí khẽ kêu cầu tặc, đi chết đi. Mười trường, năm trường, ba trường, một trường, khoảng cách ngắn như vậy lóe lên đã đến dao găm rét lạnh lạnh ý đã bao phủ giang giật mặt, dao găm đối mi tâm của hắn hung hăng đâm xuống. Ông, vào thời khắc này, giang giật một mực đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, cái kia trắng đen rõ ràng trong đôi mắt đều là hí ngược ý cười, khóe miệng có chút dương lên, hắn thản nhiên mở miệng nói, thanh ngư a, à, người đây là muốn làm gì cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nữ hài tử ra ra, không muốn như vậy hung, mỗi ngày chém chém giết giết không được. Trường 535, tiểu thanh ngư manh manh đát. Xong, Tại Giang Giật mở mắt một sát na, Thanh Ngư toàn bộ linh hồn vì đó chấn động, nàng không hiểu có loại cảm giác xong, nàng xong, Phượng Minh Đại Đế xong, toàn bộ Phượng Minh Đại Lục cúng xong rồi. Phượng Minh Đại Đế muốn luyện hóa Giang Giật thành hồn nô, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, tựa như nàng tiện tay chém giết một cái thần du cường giả nhẹ nhõm. Nhưng vừa rồi hết lần này đến lần khác xuất hiện dị biến, thậm chí tại nàng tới gần Phượng Minh Đại Đế lúc, nàng rõ ràng ở trên người nàng cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Giang Giật tỉnh lại, còn một mặt nhẹ nhõm, hí ngược, ánh mắt kia cho nàng cảm giác, toàn bộ thế giới đều bị hắn trưởng khống. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là cảm giác toàn bộ người đều phải xong đời. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không cam tâm, trong tay dao găm sẽ đâm chết giang giật, nàng như thế nào lại từ bỏ trong mắt nàng quang mang chấn động, lần nữa bảo hống chết, chết, cẩu tặc, đi chết đi. Hiu, giang giật không nhúc nhích, trong mắt cũng không có vẻ kinh hoàng, mà bên cạnh hắn phượng minh đại đế tại lúc này đột nhiên động, nàng dán tại giang giật trên đầu tay, nhẹ nhàng huy động, như một cái tơ liễu bay tới, tại thanh ngư còn không có phản ứng trước đó, đập vào lồng ngực của nàng. Âm, um, thiên quân cấp bậc cường giả trí tôn thực lực cỡ nào cường đại một trưởng này mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng thanh ngư quận chúa vẫn là như phá bao tải bay ra ngoài, người giữa không chung trước người áo bảo tầng tầng nổ tung, lộ ra trắng lóa như tuyết, kia hai đoàn nở nang ở giữa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy một cái trưởng ấn, hãm sâu trong đó thanh ngư quận chúa cả người đều bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở vách tường cung điện bên trên, gây nên trên vách tường cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt, nếu không phải mở ra cấm chế, sợ là giờ phút này vách tường đều xuất hiện một cái lỗ thùng to. Phốc, thanh ngư quận chúa giấy rụa đứng lên, một tay chống đỡ quỷ gối trên mặt đất, cuồng phún một ngụm máu tươi, con mắt của nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm phượng minh đại đế, đầy mắt không dám tin. Phượng Minh Đại Đế tại vừa rồi thế mà công kích nàng đây là nàng thích nhất Đại Đế sao vẫn là cái kia cùng nàng lưu luyến si mê 10 năm người yêu sao vẫn là đêm qua cùng nàng liều chết triền miên người yêu sao. Nàng si ngốc nhìn qua Phượng Minh Đại Đế, ngực áo bảo bị chấn nát, một mảnh mỹ hảo bại lộ tại gian giật trong mắt, nàng nhưng không có nửa điểm để ý, ngực xương quai xanh bị đập nát, truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, nàng cũng không hề hay biết, giờ khác này hắn chỉ là cảm giác tim như bị đau cắt, mất hết can đảm. 10 năm trước, Phượng Minh Đại Đế còn không phải Đại Đế, nàng cũng không phải là Thanh Ngư Quận Chúa, hai người tại một mảnh phong Vũ Lâm gặp nhau. Hai cái đồng dạng xem nhẹ thiên hạ nam tử, đánh trong lòng chán ghét nam nhân kỳ nữ gặp nhau, hai người đều thiên tư tuyệt thế, hai người đều xinh đẹp như hoa, khí chất xuất trần, hai người cũng không có gì bất ngờ xảy ra hiểu nhau mến nhau. Phượng Minh Đại Lục Nữ Tử Vi Tôn, nam nhân chỉ có thể là phụ thuộc, bị nô dịch. Rất nhiều nữ tử đều xem thường nam tử, cái này tập tục phía dưới, cũng không thể tránh khỏi để rất nhiều nữ tử hướng giới tính cải biến, bách hợp chi luyến tại Phượng Minh Đại Lục cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Thích bách hợp đây không tính là đại sự, nhưng hậu đại cũng nên sinh sôi, nhân loại văn minh cũng nên kéo dài, Sở Dĩ thanh gia trưởng bối một mực cho thanh ngư tấm là thanh năm tuấn ngạn, nhưng thanh ngư lại lần lượt cự tuyệt, bởi vì nàng lòng có sở thuộc, nàng đối Phượng Minh Đại đế yêu thâm trầm, hôm nay nàng thích nhất người, lại xuất thủ đả thương nàng có thể tưởng tượng giờ phút này nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng thống khổ dường nào thanh ngư đừng trách ta phượng minh đại đế trong mắt cũng lộ ra một tia thống khổ nói xong nàng đôi mắt đẹp u u hướng gian giật quét tới ánh mắt trở nên phá lệ kiên định chém đinh chặt sắt nói ra bất luận là ai dám làm tổn thương chủ nhân kia đều phải chết oanh thanh ngư linh hồn lần nữa chấn động nàng cả người đều thân thể mềm nhún đầu bất lực rơi xuống chống đỡ bàn đá xanh nằm dạp trên mặt đất thân thể mềm mại run không ngừng nàng nghẹn ngào khóc giống lên, tựa như một cái bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương tiểu cầu. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, nàng thất hồn lạc phách thì thào không ngừng, nước mắt rơi như mưa. Nàng chuyện lo lắng nhất suốt cuộc phát sinh, phượng minh đại đế luyện hóa giang giật, cuối cùng lại bị giang giật cho luyện hóa. Ha ha, giang giật khóe miệng khẽ động cười, rất là rực rỡ, hắn duỗi ra một cái tay, tại phượng minh đại đế gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ nhàng phất qua, rất hài lòng gật đầu nói, phượng nhi rất ngoan, ta rất thích hô hô nhìn thấy phượng minh đại đế một mặt cung kính nhìn thấy trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống thanh ngư hắn thở ra một hơi thật dài cũng cảm giác đang nằm mơ là như vậy không chân thật tình thế chắc chắn phải chết lại bị mười mấy cái màu đen chữ tiểu truyện ký tự cho phá phượng minh đại đế muốn sẽ luyện hóa hắn thành hồn nô lúc linh hồn hắn vừa tỉnh lại một khắc này hắn cũng tuyệt vọng trong đầu chấp niệm khiến cho hắn tuyệt không khuất phục hắn cận kề cái chết cũng không làm nô lệ phượng minh đại đế rơi vào đường cùng từ bỏ luyện hóa nàng, ngược lại chuẩn bị dùng cường đại hồn lực để linh hồn hắn sụp đổ, để hắn biến thành hòa tử nhân, hoặc là chết đi. Một khắc cuối cùng, linh hồn chỗ sâu nhất ẩn núp mười mấy cái chữ tiểu truyện ký tự, kia vô danh công pháp khẩu quyết, lại không bị khống chế chính mình động. Giang giật giờ phút này nhớ lại cái kia màu đen ký tự bên trong khí tức cường đại, đều cảm giác linh hồn chấn động, loại khí tức kia thần thánh vô cùng, có thể chấn áp thiên hạ quỷ quế chi vật, cường đại đến làm người ta sợ hãi. Phượng Minh đại đế linh hồn cỡ nào cường đại, nàng hồn lực tại cái này màu đen chữ tiểu truyện ký tự dưới, lại như bùn cắt gặp được dòng lũ không chịu nổi một kích. Màu đen ký tự gào thét mà đi, nhẹ nhóm đem Phượng Minh đại đế linh hồn ấn ký cho luyện hóa, kết quả là Phượng Minh đại đế trở thành hắn nô lệ, bị hắn phản luyện hóa. Thiên quân cường giả, hắn lại đạt được một tên thiên quân cường giả nô lệ. Mới vừa rồi còn kém chút chết đi, thoáng qua ở giữa thế cục triệt để nghịch chuyển, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên để Giang Giật đều không thể tiếp nhận. Nắm trong tay Phượng Minh Đại Đế, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Phượng Minh Đại Lục, nắm giữ Đại Lục 15 cái kim cương trí tôn, nắm giữ Đại Lục hơn 100 kim cương cường giả, gần ngàn vạn đại quân, ước vạn con dân. Từng có lúc, Giang Giật cũng đứng tại thiên tinh Đại Lục tri đỉnh, nhưng lại xa xa không có giờ khắc này sảng khoái như vậy, nhìn qua như một đóa hoa lê mỹ lệ Phượng Minh Đại Đế, nội tâm của hắn cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. T, hít hai hơi thật sâu, hắn để khuấy động tâm tình bình phục lại, ánh mắt chuyển hướng nằm sấp trên mặt đất thanh ngư, trầm giọng mở miệng nói, tiểu thanh ngư a, à, đem của ta hạt châu cùng cổ thần nguyên giới giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thanh ngư giờ phút này mất hết can đảm, nghe được giang giật, nàng đột nhiên ngẩng đầu như ác quỷ nhìn hầm hầm giang giật, đều là tàn huyết khóe miệng lộ ra một tia giữ tận ý, nghiến răng nghiến lợi nói ra, người ác ma này, mau thả đại đế, nếu không ta liền đem bảo vật toàn bộ hủy đi. Ông, nói, trong tay nàng cổ thần nguyên giới sáng lên, hỏa linh châu cùng một viên cổ thần nguyên giới xuất hiện trong tay nàng nguyên lực lấp lánh làm bộ muốn bóp nát hỏa linh châu giang giật không chết hỏa linh châu cùng hắn nhận chủ thanh ngư muốn luyện hóa hỏa linh châu không có mấy tháng là không thể nào hải yêu bạo động cũng làm cho nàng không có thời gian đi luyện hóa ai tiểu thanh ngư a à, người vẫn là như vậy manh manh đát giang giật con mắt vào thời khắc ấy phát sáng lên trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một cỗ đã cường đại đến cực điểm sát khí tràn ngập toàn bộ cung điện thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhóm bắt lấy thanh ngư tay, đoạt lại hỏa linh châu cùng cổ thần nguyên giới. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, bởi vì bị sát lục chân ý bao phủ mà trở nên sợ hãi không, An không thể động đậy thanh ngư, nhìn qua nàng kia tuyết nhị nửa bên, trên mặt hắn lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hắn ngồi sổ người xuống, đem mặt tiến tới, khẽ cười nói tiểu thanh ngư a à, ngày đó ngươi tại thanh ngư thành lăng nhục ta lúc, ta đã từng âm thầm thề, nếu là ngươi rơi vào trong tay của ta, nhất định muốn hảo hảo lăng nhục ngươi một phen, ngươi nói. Ta làm như thế nào đùa bỡn ngươi đây? chương 536, khinh nhờn, đùa bỡn, cái từ này nghĩa khác rất lớn, tại phượng minh đại lục cái từ này xuất hiện cũng rất tấp nập. Nhưng dưới tình huống bình thường, là nữ tử đùa bỡn nam tử, giang giật trở mình làm chủ nhân, muốn đùa bỡn thanh ngư quận chúa. Không cần đi xem, đều có thể tưởng tượng giờ phút này thanh ngư trên mặt biểu lộ, nàng từ nhỏ đã chán ghét nam tử, xem thường nam tử, lại muốn bị một cái nam tử đùa bỡn nội tâm của nàng bi phẫn có thể nghĩ. Phượng Minh Đại Lục Đại Đế, nàng thích nhất người bị Giang Giật thuần hóa thành nô lệ, lòng của nàng tại thời khắc này cũng tựa hồ chết rồi, Giang Giật muốn đùa bỡn nàng, nàng càng tình nguyện đi chết. Chỉ là, nàng cả người sát lục chân ý bị chân áp, ngay cả động cũng không động được, lại như thế nào tự sát đâu. T, một cái tay như thiểm điện tìm tòi, đưa nàng vốn là rách mướp quần áo triệt để xé rách, trước ngực nàng hoàn toàn bại lộ trong không khí, Giang giật ánh mắt như hai thanh như đao tử trừng trừng nhìn chằm chằm trước ngực nàng Mỹ Hảo, lại thỉnh thoảng quét về phía nàng như ngọc gương mặt, loại kia cảm giác nhục nhã lệch làm thanh ngư bi phẫn muốn chết. Chật chật, tiểu thanh ngư A, người vóc người này siêu tán, làn da bóng loáng như ngọc, cái này khuôn mặt nhỏ sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu A. Như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc, vì sao muốn thích nữ nhân, thêm phung phí của trời A ta cho người biết A, giả đồ vật cho dù tốt dùng cũng là giả. Người nếu là hưởng qua thật đồ vật, loại kia mỹ diệu tư vị tuyệt đối để ngươi tiêu hồn thực cốt. Giang giật mang theo hí ngược lời nói vang lên, thanh ngư quận chúa càng thêm xấu hổ giận dữ, nàng trong con ngươi hiện lên một tia tử ý, trong đan điền nguyên lực điên cuồng vận chuyển lại, chuẩn bị liều chết tự bảo, cũng không cần để Giang giật đùa bỡn. Thanh ngư, không thể. Phượng Minh Thiên Quân cảm ứng được thanh ngư trong đan điền dị trạng, kinh hô lên. Nàng là Giang giật nô lệ không sai, nhưng nàng ngoại trừ không dám ngỗ nghịch Giang giật bất cứ mệnh lệnh gì bên ngoài, còn lại cùng nguyên lai không có gì khác nhau nàng cùng thanh ngư tình vẫn còn giang giật đùa giỡn thanh ngư nàng không dám có bất kỳ dị động giờ phút này thanh ngư phải chết nàng tự nhiên ngồi không yên bi thương tại tâm chết giang giật không có xuất thủ ngăn cản thanh ngư hắn coi như cứu cũng cứu không được hắn càng không có thuấn gì tránh né nguy hiểm ngược lại có chút thưởng thức nhìn qua thanh ngư sau đó trầm giọng quát to thanh ngư ngươi muốn chết hồi trở lại các ngươi thanh ngư thành đi chết bên ngoài hải yêu đại quân nhìn chằm chằm Ngươi cái này sắp vỡ tuyệt đối nổ không chết ta nhưng tòa thành vòng bảo hộ lại ngăn không được đến lúc đó thành nội quân tâm đại loạn người tự hại chết ngươi tất cả tộc nhân a à, thanh ngư thân thể chấn động trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ đình chỉ tự bảo sắc mặt nàng càng phát khó nhìn lên nàng đây là sự thực muốn sống không được muốn chết không xong a à. giang giật lui ra phía sau hai bước thu liếm sát lục chân ý khóe miệng cũng lộ ra vẻ đùa cợt tốt người muốn chết người trước có thể lăn ra ngoài tìm không ai địa phương tự sát đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Thanh Ngư khẽ giật mình, giang giật lại thả hắn rời đi. Trong mắt nàng quang mang lóe lên, thân thể thình lình đứng lên, chỉ cần có thể chạy đi, nàng liền có thể chịu tập cường giả diệt sát Giang Giật. Bất quá nàng nhìn lướt qua bên cạnh Phượng Minh đại đế, ánh mắt thoáng cái ảm đạm xuống, Giang Giật nếu là chết rồi, Phượng Minh đại đế cũng muốn đi theo chết, Phượng Minh đại đế chết một lần, toàn bộ Phượng Minh đại lục tựu xong đời. Nàng đứng tại chỗ nước mắt lại trong hốc mắt đảo quanh, đều quên trước ngực áo bảo bị giang giật xé rách sự tình, trước ngực áo bảo đều biến thành mấy đầu vải rách, kiệt tuyết trắng mỹ hảo gần như có hơn phân nửa bại lộ bên ngoài, thấy phía trước giang giật tà hỏa tán loạn. Bịch, đột nhiên, thanh ngư hai chân trùng điệp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua giang giật thật sâu cong xuống, rất cung kính bà bái về sau, lúc này mới ngưng âm thanh nói ra, đại nhân, cầu ngươi thả đại đế, thanh ngư nguyện dâng ra hồn ấn, trở thành nô lệ của ngươi, cả một đời nghe theo mệnh lệnh của ngài ây giang giật nội tâm khẽ giật mình bất quá trên mặt nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thờ ơ lạnh nhạt cái này tiểu thanh ngư hoàn toàn chính xác có chút manh manh đát hắn lại không phải người ngu thả thiên quân cấp bậc phượng minh đại đế đi đổi một cái kim cương đỉnh phong nô lệ bất quá thanh ngư có tình có nghĩa ngược lại để giang giật càng thêm thưởng thức người đều là từ tư chịu lấy chính mình cả một đời đi đổi một người khác bình an hạnh phúc người này khẳng định là chân ái a à. thanh ngư phượng minh đại đế lần nữa thở nhẹ một tiếng khóe mắt hai hàng thanh lệ im ắng rơi xuống, nàng giờ phút này đầu óc cũng là loạn, hoàn toàn không biết làm sao. Mặc dù nàng là cao quý đại đế, nhưng nói cho cùng cũng là một cái chừng 20 nữ tử, gặp được loại chuyện này, đừng nói nàng coi như một trọn vẹn kinh lõi đời lão đầu tử cũng sẽ thúc thủ vô sách ha. Giang giật trầm mặc, hắn cảm nhận được thanh ngư trong lòng kiên quyết cùng đau khổ, nếu là hắn không đáp ứng nàng, sợ là lập tức hội tự sát, đây là một cái bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm cực kỳ kiên cường nữ tử. Một hồi lâu sau, Giang giật trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, Thanh Ngư, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ừ, Thanh Ngư thoáng cái ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sáng lên, kích động nói ra, đại nhân mời nói, chỉ cần ngươi có thể thả đại đế, ngươi muốn Thanh Ngư làm gì đều được. Ngây thơ, Giang giật hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao thả phượng nhi tuyệt đối không thể, bất quá ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần các ngươi ở dưới tay ta làm nô 10 năm, ta định trả lại các ngươi tự do giống như ngươi không nguyện ý, có thể tự sát. Giang giật xưa nay không là nhân từ nương tay người, nếu không phải thanh ngư tình như vậy nghĩa vô song, hắn khẳng định nói nhảm cũng không muốn nói một câu. Thả phượng minh đại đế, hắn liền là một cái thật ngu ngốc rồi. Nhận lấy hai cái cường đại tay chân, thời gian 10 năm là đủ, nếu là 10 năm hắn còn không có đột phá thiên quân, hắn hoặc là đã chết. Hoặc là trở lại thiên tinh đại lục hòn đảo nhỏ kia tự ẩn cư, này cuối đời. Vô sỉ, thanh ngư hiển nhiên lĩnh hội sai giang giật ý tứ, giận tím mặt nói, ngươi không chỉ có không thả người, còn muốn ta trở thành nô lệ của ngươi nằm mơ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Não tàn, Giang giật trợn trắng mắt, hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi lại còn coi chính mình là nhân vật nào ta giết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng nhẹ nhõm, nhà ngươi đại đế đều là nô lệ của ta, ta thêm ngươi một cái thủ hạ không nhiều, thiếu ngươi một người không ít không muốn dâng ra hồn ấn. Lập tức xéo ngay cho ta, ta nếu không phải gặp ngươi có mấy phần khí tiết, đã sớm là thủ tồi hoa. Ngươi, Thanh Ngư bị thật sâu đả kích, nhưng lại không cách nào phản bác, Giang Giật thực sự nói thật, không nói Phượng Minh Đại Đế tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ nghịch ý nguyện của hắn, cái kia kinh khủng sát lục chân ý vừa ra, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết nàng, thật sự là hắn không cần thiết lừa nàng. Thanh Ngư bị Giang Giật mắng tỉnh, trên mặt cũng xuất hiện một vòng thật sâu bất lực, nàng cúi đầu trầm ngâm, tốt nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói, người thật không có gạt ta 10 năm sau thật sẽ thả chúng ta tự do. Giang Giật cười nhạo khoát tay nói, muốn tin hay không? Lừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, lập tức cho ta xéo đi, chế chút nói không chừng ta thú tính đại phát, đem người giải quyết tại chỗ, lại vứt xác vứt bỏ giá. Nhìn thấy Giang giật chừng chừng nhìn mình chầm chầm bộ ngực, thanh ngư giật mình vội vàng che ngực, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe rất nhanh lộ ra một vòng kiên định, nhắm mắt lại, một vệt kim quang lấp lánh, một viên hồn ấn bay tới ra hướng Giang giật bay đi. Ai, thanh ngư, ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Phượng Minh Đại Đế nhắm mắt lại, trên mặt đều là vẻ thống khổ, một bước sai, từng bước sai, hai người đi nhầm một bước đường, lại rớt xuống vực sâu vạn trường. Ừm, hồn khác ở giang giật trong tay lóe lên biến mất không thấy, giang giật cũng rất hài lòng lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, manh manh đát tiểu thanh ngư, nhanh xử lý xuống thương thế, đổi lại bên trên một thân sạch sẽ quần áo, người dạng này xuân quang ngoại tiết, chủ nhân ta vạn nhất đem cầm không ở, làm ra chuyện cầm thú, đối tất cả mọi người không tốt nha, chủ nhân ta nổi sóng đến, thế nhưng là chính mình cũng sợ hãi chương 537, cùng một chỗ trinh chiến thiên hạ. Giang giật cuối cùng là không có làm chuyện cầm thú kia, hắn tự nhận là không phải người tốt, nhưng luôn luôn có mấy phần danh giới cuối cùng, giờ phút này cũng không phải làm loại chuyện đó thời điểm. Ông, trong tay hắn hỏa linh châu lóe lên, một tòa nho nhỏ cung điện ra trong tay hắn, hắn thần thức dò xét đi vào, dò xét đến nhai tí thú ở đại sảnh ngủ say, tiểu hồ ly cũng đang bế quan, giang tiểu nô chiến vô song càng là chăm chỉ trong tu luyện, phân phỉ ngược lại là tại lĩnh hội cấm chế, chỉ có tiền vạn quán một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong một cái phòng, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Xa xa xa, thanh ngư thành thành thật thật đem quần áo rút đi, đổi lại một thân mới váy, nuốt một viên liệu thương đan, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương. Nàng cùng Phượng Minh Đại Đế đều trở thành giang giật hồn nô, đừng nói giang giật bảo nàng thay quần áo, coi như toàn bộ cởi sạch, chủ động cầu hoan nàng đều không cách nào kháng cự. Giang giật nhìn thanh ngư một chút, trong tay nguyên lực rót vào, đế cung quang mang lóe lên, một cái mập phì thân ảnh ở giữa không trung ngưng hiện. Tiền vạn quán mơ hồ bốn phía quét qua, rất nhanh con mắt thẳng, nhìn chằm chằm Phượng Minh đại đế cùng Thanh Ngư hai người, ít hầu không ngừng nuốt nước miếng, như thế tuyệt sắc nữ tử một cái hắn đều chịu không được, thoáng cái ra hai cái. Khụ khụ, Giang giật im lặng trợn trắng mắt, mập mạp chết bầm này gặp sắc quên bản, thế mà đều không có liếc hắn một cái, hắn ho nhẹ hai tiếng nói, tiền mập mạp, trong mắt rơi ra tới. A à, lão đại, tiền vạn quán một thân lưu manh rung động thoáng cái, ánh mắt quét về phía giang giật, nhìn xem hắn một mặt thản nhiên thần sắc, hắn vội vàng hèn hạ bu lại, thấp giọng nói, lão đại, hai vị này nữ thần là ai a à thực lực thật là mạnh, người ở đâu a à làm sao câu được như thế cấp bậc nữ thần, lão đại liền là lão đại, cái này tài tán gái có thể xưng nghịch thiên a à. Tốt, đừng nói thí thoại, giang giật lại lật thoáng cái bạch nhãn, hắn không phải không sự tình đem tiền vạn quán lấy ra canh chừng. Chủ yếu là cân nhắc đến tiền vạn quán một người tại đế cung bên trong quá buồn khổ, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn điên rồi. Tiền vạn quán thiên tư không được, đời này cũng không yêu tu luyện, những người khác bế quan, thời gian ngược lại là dễ dàng qua, một cái chớp mắt liền là mấy ngày trôi qua. Hắn muốn đi Đông Hoàng Đại Lục, giờ phút này còn không biết cần đi đường bao lâu, tiền vạn quán là hắn huynh đệ, hắn cũng không muốn nhìn xem hắn chịu khổ. Sở dĩ hắn con người nhất chuyển, thấp giọng nói ra, vạn quán A, người có muốn hay không nhanh chóng biến thành cường giả. Cường giả, tiền vạn quán mơ hồ nháy nháy mắt, không biết rõ ràng giật ý tứ, hắn tu luyện tới mới miễn cưỡng tử phủ cảnh ngũ trọng coi như cho hắn luyện hóa thiên thạch lại như thế nào cùng lắm thì một cái thần du đỉnh phong đối với giang giật tới nói thần du đỉnh phong cùng một cái chú đỉnh cảnh võ giả không có khác nhau a à. hắn rất nhanh lắc đầu nói lão đại người vẫn là đừng ở trên người của ta lãng phí thiên thạch đời ta luyện võ sợ là không có tiền đồ người vẫn là giữ lại chính mình dùng đi hắc hắc giang giật cười thần bí nói nếu như ta có thể để ngươi tại trong vòng một hai năm đạt tới kim cương đỉnh phong, người cũng không muốn. Cái gì, tiền vạn quán trên người thịt mỡ lay động, đầy mắt không dám tin, mà đứng ở một bên phượng minh đại đế khóe miệng lại là co lại, nàng mơ hồ có ta minh bạch giang giật ý tứ. Lão đại, người không có phát sốt a à, tiền vạn quán nháy nháy mắt, còn đưa tay đến sờ giang giật cái chán. Kim cương đỉnh phong đó là cái gì? Đây chính là cấp cao nhất võ giả, thiên tinh đại lục đệ nhất Thủy U Lan cũng bất quá là kim cương đỉnh phong, Giang giật nói muốn để hắn tại trong vòng 1-2 năm đạt tới cảnh giới này lời này giống như không phải Giang giật nói, hắn đã sớm một bàn tay đảo qua đi, để hắn cút đi. Ha ha, ta lúc nào lừa qua ngươi? Giang giật cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh Đại Đế, đưa tay nói, Phượng Nhi, lấy ba mảnh linh hồn đạo văn mảnh vỡ cho ta. Quả nhiên, Phượng Minh Đại Đế mặt mũi tràn đầy chua xót cười một tiếng, Giang giật quả nhiên đang có ý đổ với nàng, bất quá làm hồn nô, nàng làm sao dám ngỗ nghịch Giang giật mệnh lệnh trong tay nàng một viên chiếc nhẫn màu trắng sáng lên, ba cái tinh xảo hộp ngọc xuất hiện, cung kính đưa cho Giang giật nói, chủ nhân, đây là ba mảnh trung giai linh hồn đạo văn mảnh vỡ, chỉ cần đạt tới thần du đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Luyện hóa lĩnh hội về sau, liền có thể đạt tới kim cương đỉnh phong, đương nhiên. Còn cần luyện hóa đầy đủ thiên thạch, chủ, chủ nhân linh hồn đạo văn mảnh vỡ, tiền vạn quán bờ môi run rẩy mở miệng nói, tay run không ngừng, thực lực này thâm bất khả chắc, cảm giác so giang giật khí thức còn kinh khủng cường đại nữ tử, lại gọi giang giật gọi chủ nhân còn có kia cái gì linh hồn đạo văn mảnh vỡ, thật có thể để hắn biến thành kim cương đỉnh phong. ba Giang giật một bàn tay đánh vào tiền vạn quán trên ót, cả giận nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, ra ngoài đừng nói là ta giang giật huynh đệ, đem đạo văn này mảnh vỡ cầm. Phượng Nhi, người kia có bao nhiêu thiên thạch đến cho ta một chút, về sau có cơ hội ta sẽ trả ngươi. Phượng Minh đại đế khóe miệng lại là co lại, bất quá tay bên trong giới chỉ ngược lại là lại phát sáng lên, lần này lấy ra chính là một cái rất lớn hộp ngọc, khoảng chừng đầu người lớn như vậy, trong nội tâm nàng u oán vô cùng, ngoài miệng đồng giảng cung kính nói ra, chủ nhân, đây là một ngàn mai thiên thạch, đầy đủ vị đại nhân này tu luyện tới kim cương đỉnh phong. Lộc cộc, lộc cộc, tiền vạn quán không ngừng nuốt xuống nước bọt, toàn thân thịt mỡ run run, run không ngừng. Hắn đã nhìn ra, giang giật không có nói đùa, nữ tử này thực lực như thế, tiện tay xuất ra liền là một ngàn mai thiên thạch, càng sẽ không nói đùa giang giật đây là sự thực muốn đem hắn bồi dưỡng thành kim cương đỉnh phong a ai thật không muốn trở thành trí cường giả tiện tay phiên sơn đảo hải nhìn ép quần hùng tiền vạn quán lại không phải người ngu hắn sở dĩ không yêu tu luyện một là thiên tư có hạn hai là bị tiền ra ảnh hưởng tiền ra làm ăn thiên hạ vô song muốn đem sinh ý làm tốt vậy khẳng định muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian làm sao có thời giờ đi tu luyện thế giới này lấy võ vi tôn trong lòng mỗi người đều có một cường giả mộng, mặc dù tiền ra đi là một con đường khác, nhưng tiền vạn quán nhìn thấy giang giật danh mãn thiên hạ, đưa tay ở giữa chân áp quần hùng, không hâm mộ kia là giả. Tại linh thú Sơn học viện, hắn vận dụng tiền ra tướng nhân bí thuật nhìn ra giang giật tiền đồ vô hạn, sở dĩ nghĩa vô phản cố theo đuổi hắn. Sau đó càng là cùng giang giật ở chung lâu, theo lợi dụng quan hệ bên trên chuyển thành thổ lộ tâm tình, khăng khăng một mực nhận giang giật cái này lão đại, tiền ra cũng không giữ lại chút nào duy trì giang giật sự thật chứng minh giang giật không để cho hắn thất vọng bất quá tiền ra cũng không có tại giang giật trên thân thu hoạch được quá nhiều lợi ích ngược lại hắn đi theo giang giật đi đông hoàng đại lục tiền đồ xa vời lúc nào cũng có thể sẽ chết đi nhưng hắn không oán không hối giờ phút này giang giật để báo đáp hắn chuẩn bị cho hắn một phần thiên đại hậu lễ một phần để hắn không thể thừa nhận hậu lễ lão đại cái này cái này nhìn qua giang giật chân thành ánh mắt tiền vạn quán hít một hơi thật sâu muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Giang giật minh bạch tiền vạn quán ý tứ, mỉm cười, đem cái kia to lớn hộp ngọc ném cho hắn nói, cầm. Hào hào tu luyện, ngày sau huynh đệ chúng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Ừm, tiền vạn quán trùng điệp gật đầu, đem đồ vật thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, đầu lại uốn éo lái đi, hắn không muốn để cho Giang giật nhìn thấy hắn rơi lệ bộ dáng. Ha ha, Giang giật để phượng minh đại đế đi chỉ điểm tiền vạn quán làm sao luyện hóa, chính mình đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem trong lòng tràn đầy là cảm giác thành tựu để tiền vạn quán luyện hóa đạo văn mảnh vỡ không phải hắn đột nhiên khởi ý mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định luyện hóa thiên thạch cùng linh hồn đạo văn mảnh vỡ mặc dù có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên nhưng đời này sẽ dừng bước tại đây hắn chắc chắn sẽ không đi luyện hóa hắn thực lực đã kim cương cảnh vô địch bản thân hắn muốn đi tìm tìm khốn long thảo cải tiến thể chế như thế nào lại tự hủy trường thành Chiến vô song lập chí muốn trở thành trí cường giả, coi như cho hắn cũng sẽ không luyện hóa, vân phỉ cùng chiến vô song là một lòng, giang tiểu nô tu luyện công pháp đặc thù, luyện hóa đoán chừng cũng vô dụng. Sở dĩ hắn luyện hóa phượng minh đại đế linh hồn ấn ký, biết được trên người nàng còn có năm mảnh linh hồn đạo văn mảnh vỡ về sau, hắn liền bắt đầu nghĩ cách, mà tiền vạn quán là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ nhân tuyển tốt nhất. Nhìn xem tiền vạn quán một bên nghiêm túc nghe phượng minh đại đế kiến giải, một bên chảy nước miếng nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan, giang giật đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Cho cái này hèn hạ tiểu mập mạp đạt tới kim cương đỉnh phong, về sau sẽ có bao nhiêu hoa cúc khuê nữ bị hắn gieo hỏa A. chương 538, Cường giả phần mộ, tiền vạn quán hấp tấp hồi trở lại đế cung bên trong tu luyện, hắn thể chất kỳ thật không được, bất quá giang giật còn có chút tăng cường nhục thể đan dược, cùng nhau cho hắn. Mặc dù như thế coi như tiền vạn quán luyện hóa tất cả thiên thạch, tìm hiểu kia ba cái linh hồn đạo văn mảnh vỡ, hắn có thể hay không đạt tới kim cương đỉnh phong, còn còn chưa thể biết được. Giang giật cũng không quản hắn, cái này luyện hóa đạo văn mảnh vỡ, hắn cũng nhất khiếu bất thông, cơ duyên đã cho hắn, hắn có thể bắt lấy bao nhiêu tựu nhìn hắn bản sự cùng vận khí. Đương nhiên coi như tiền vạn quán đạt đến kim cương đỉnh phong, hắn thực lực chân chính khẳng định cũng yếu đến đáng thương. Luyện hóa đạo văn mảnh vỡ tăng lên đi lên cảnh giới, bản thân liền là một loại lạc lối, không phải chính đạo, coi như tìm hiểu đạo văn, cũng không thể cảm ngộ đạo văn chân chính tinh túy, không phát huy được uy lực. Còn như về sau, kia càng là không có khả năng lại có một tia tiến bộ, bản thân đạo văn đều không có tìm hiểu thấu đáo, hắn lại như thế nào có thể đem cái này cái này ba loại trung giai đạo văn dung hợp thành thượng giai đạo văn, đột phá thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh cùng kim cương cảnh có chút nho nhỏ khác biệt, kim cương cảnh giới tùy ý lĩnh hội ba loại hạ giai đạo văn, hoặc là một loại trung giai đạo văn liền có thể đột phá, thiên quân cảnh dựa vào đạo văn số lượng rất khó đột phá. Đạo lý đi lên nói Cảm ngộ ba loại trung giai đạo văn, hoặc là một loại thượng giai đạo văn liền có thể đột phá thiên quân. Nhưng thủy u lan trung giai đạo văn đều cảm ngộ bốn loại, đồng dạng không có đột phá. Lăng gia lão tổ thảm hại hơn, bế quan trăm năm, cảm ngộ năm loại trung giai đạo văn, cuối cùng vẫn là kẻ tại một bước cuối cùng. Càng là cảnh giới cao, càng là cần cảm ngộ hoặc là dung hợp cao cấp đạo văn, giống như có thể cảm ngộ có lẽ dung hợp một loại thượng giai đạo văn, kia đột phá là ván đã đóng thuyền. Đây cũng là thiên quân cấp võ giả vì sao sau kim cương cường giả mạnh như này nhiều nguyên nhân. Phượng Minh Thiên Quân tự tìm hiểu một loại thượng giai đạo văn, bất quá nàng là lĩnh hội, không phải cảm ngộ. Nhà các nàng tiên tổ một đời truyền một đời, chảy xuống một viên thượng giai linh hồn đạo văn mảnh vỡ, để các nàng con cháu đời sau từ đầu đến cuối có thể xuất hiện một cái thiên quân cường giả, thủ hộ Phượng Minh Đại Lục. Đây cũng là Phượng Minh Đại Đế trẻ tuổi như vậy, mới chừng 20 liền có thể đạt tới thiên quân cảnh nguyên nhân. Thanh Ngư cũng là như thế, phượng minh đại lục loại này có thể ngưng tạo đạo văn mảnh vỡ thần thông cũng là thần hồ kỳ kỹ nếu không phải là như thế đại lục sớm đã bị ngư nhân tộc tiêu diệt sang giật luyện hóa một tia phượng minh đại đế linh hồn ấn ký cũng có thể theo cái này linh hồn ấn ký bên trong được biết nàng rất nhiều ký ức thế mới biết trên người nàng có năm mảnh trung giai đạo văn mảnh vỡ thoáng cái tựu đen nàng ba mảnh phượng nhi a à, đừng như vậy hẹp hòi chủ nhân sớm muộn hội đền bù ngươi nhìn thấy phượng minh đại đế một mặt u oán Giang Giật cũng có chút không có ý tứ. Phượng Minh Đại Đế họ Phượng, tên là Phượng Loan, Giang Dật thuận miệng tự cho nàng lấy cái Phượng Nhi danh tự, điều này cũng làm cho Phượng Loan buồn bực không thôi. Nàng mặc dù là Giang Giật hồn nô, không dám ngỗ nghịch hắn bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng nàng người không có nửa điểm vấn đề, đồng dạng sẽ suy nghĩ, đồng dạng có thất tình lục dục, đồng dạng sẽ u hoán. Nàng cung kính chắp tay nói, thuộc hạ không dám. Giang giật đưa tay tại Phượng Loan gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa, Phượng Nhi a, à, đừng như vậy khách khí nha, về sau ngươi tự tự xưng Phượng Nhi đi. Phượng Loan bị Giang giật sờ lấy gương mặt xinh đẹp, cũng không dám có nửa điểm phản kháng, chỉ là mặt ửng hồng nói ra, Phượng Nhi tuân mệnh. Hô hô, Giang giật nhìn lướt qua còn tại chữa thương thanh ngư, đặt mông làm đến bên cạnh ghế dựa mềm bên trên, nhún vai, ngoắc nói, Phượng Nhi, đến cho ta đấm bóp cóng. Phượng Loan ánh mắt càng thêm u oán, Đường đường phượng minh đại lục đại đế, lại lưu lạc cũng cho người đấm lưng tình trạng, đây là quá bi ai a. Trong nội tâm nàng tự nhiên không dám có nửa điểm kháng cự, ngoan ngoãn đi đến giang giật sau lưng, phụng về giúp hắn đấm lưng, giang giật thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hưởng thụ lấy cái này có thể để thiên hạ nam tử đều đỏ mắt diễm phúc. Giang giật bị bắt về sau, tinh thần áp lực một mực rất lớn, giờ phút này khó được buông lỏng, hắn hít mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đột nhiên khẽ vươn tay nói, Phượng Nhi, đem phụ cận địa đồ, cùng đi Đông Hoàng Đại Lục địa đồ cho ta xem một chút. Phượng Minh Đại Lục đám tiền bối, rất nhiều đều đi ra Đại Lục ra ngoài sông Sáo, cũng không ít người trở về, mang về phụ cận địa đồ, còn có rất nhiều Đại Lục bản đồ chi tiết tình huống. Phượng Loan trong tay giới chỉ lóe lên, một quyền thật dày địa đồ cùng sổ tay đưa cho Giang Giật, hắn phất tay để Phượng Loan tiếp tục đấm lưng, chính mình cẩn thận đọc qua địa đồ. Địa đồ rất kỹ càng, Giang Giật đầu tiên là nhìn một chút Phượng Minh Đại Lục địa đồ, phát hiện Phượng Minh Đại Lục so Thiên Tinh Đại Lục lớn gấp 5 lần không thôi. Phía đông cùng phía bắc có hai khối cùng Thiên Tinh Đại Lục không chênh lệch nhiều đại lục, nằm cạnh rất gần. Theo Phượng Loan trong trí nhớ, hắn cũng biết, hai cái này đại lục một mực là Phượng Minh Đại Lục phụ thuộc. Phượng Minh Đại Lục phía đông liền là Tiềm Long Đại Lục, Tiềm Long Đại Lục phía đông có một mảnh càng khủng bố hơn huyết giả hung hải hung trong nước yêu đế ít nhất đạt tới 50 vị hung hải phía bắc là Phi Mã Đại Lục phía đông là Thiên Long Đại Lục, phía nam còn có ba khối tiểu đại lục giang giật tùy ý tra xét một phen toàn bộ linh hồn đều kích động mặc dù đã biết từ lâu cái này thiên tinh giới rất lớn nhưng vừa mới tiếp xúc thế giới bên ngoài hắn tự trấn kinh đến không gì sánh kịp thế giới bên ngoài rộng lớn vô biên thiên tinh đại lục thật đúng là chỉ là trên bàn cờ nhỏ nhất một con cờ đông hoàng đại lục hắn đột nhiên nhìn thấy một khối to lớn địa đồ phía trên ghi rõ bốn chữ lớn để hắn hô hấp đều trở nên rồn rập lên hắn cẩn thận tìm đọc đông hoàng đại lục tin tức linh hồn càng là chấn động liên tục theo trên tư liệu nói, Đông Hoàng Đại Lục là thiên tinh giới trung tâm, cũng là thiên tinh giới lớn nhất đại lục, diện tích ít nhất là thiên tinh đại lục gấp trăm lần. Đại lục trùng tộc san sát, cường giả như mây, kim cương võ giả khắp nơi có thể thấy được, nơi đó võ giả thần thông ngàn vạn, pháp bảo nhiều vô số kể, càng có được vô số tuyệt địa, di tích cổ, bí cảnh, còn có thượng cổ hung thú, viễn cổ di chủng, thông thiên ma vật. Đông Hoàng Đại Lục là cường giả thiên đường, cũng là cường giả phần mộ các đại lục cường giả đều sẽ hướng đông hoàng đại lục hội tụ, hoặc là du lịch, hoặc là tìm kiếm cơ duyên đột phá, hoặc là tiến vào di tích của bí cảnh tầm bảo, hoặc là chiêu binh mãi mã tranh bá. Đông hoàng đại lục có rất rất nhiều truyền thuyết, cũng có rất rất nhiều tuyệt thế thiên tài cường giả vẫn lạc, nơi đó là thiên tinh giới phồn vinh nhất đỉnh phong chỗ. Liên quan tới đông hoàng đại lục tình huống cụ thể, phía trên này là ít đến thương cảm, cũng không phải là phượng gia tiên tổ không muốn thu thập. Chỉ là bọn hắn đi đại lục rất nhanh liền trở về, bởi vì bọn hắn không cách nào tại đại lục chỗ dựa, cũng rất sợ hãi chết tại Đông Hoàng Đại Lục. Mẫu thân, Đông Hoàng Đại Lục thật là cố hương của ngươi sao ngươi giờ phút này lại tại đại lục phương nào? Giang giật nhìn qua trên bản đồ rộng lớn cương vực, ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, nơi này khoảng cách Đông Hoàng Đại Lục còn rất rất xa, hắn có thể hay không bình an đến còn còn chưa thể biết được, coi như đi hắn lại thế nào tìm kiếm y phiêu phiêu đâu. Sư ôn, đây là y phiêu phiêu lưu cho hắn con đường duy nhất, vạn nhất tìm không thấy người này đâu, còn có tô như tuyết, giờ phút này lại tại phương nào. Như tuyết, nhớ tới tô như tuyết, giang giật trong lòng một trận xoắn đau, hắn con người quang mang lóe lên, nhìn về phía sau lưng Phượng Loan, trầm giọng hỏi, Phượng Nhi, người cũng đã biết võ điện. Phượng Loan trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở chừng hai mắt nói, chủ nhân, cái gì là võ điện? Ừ, giang giật lông mày nhíu lại, Phượng Loan làm Phượng Minh Đại Lục chi chủ, cũng không biết võ điện độc cô cừu không phải nói bọn hắn võ điện trải rộng toàn bộ thiên tinh giới mỗi một cái đại lục sao chẳng lẽ là chập trần hắn. mươi 539, cái này nam nhân có chút không giống. Người không biết võ điện, Giang giật đem võ điện tình huống giải thích cặn kẽ thoáng cái, Phượng Loan trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh mở miệng nói, chủ nhân nói đến loại này thế lực, đại lục ngược lại là có một cái rất giống thương hội. Bất quá cái này thương hội lịch sử lâu đời, phi thường điệu thấp, chưa từng tranh bá, chỉ làm sinh ý, cũng chưa bao giờ cùng còn lại gia tộc từng có xung đột, còn cùng rất nhiều gia tộc tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên chúng ta ngược lại là không nhiều để ý. Đúng rồi, danh tự giống như liền là võ minh thương hội. Võ minh thương hội, Giang giật cười lạnh, thiên tinh đại lục võ điện không phải cũng là một cái thương hội sao đừng nói bên trong tiểu gia tộc, coi như đại gia tộc cũng không biết võ điện thân phận thật sự. Võ điện vẫn giấu kín rất sâu, cũng hoàn toàn chính xác không tranh bá, bởi vì bọn hắn liền là đại lục vua không ngai. Bất quá Phượng Minh Đại Lục Võ Điện, có chút kỳ quái, thiên tinh Đại Lục bên kia mặc dù điệu thấp, nhưng các đại quốc chủ ít nhất biết rõ Võ Điện rất cường đại, bên này Võ Điện lại ngay cả Đại Lục Chi Chủ cũng không biết bọn hắn ẩn tàng thực lực. Mặc kệ hắn, mặc dù thu phục một cái thiên quân hồn nô, nhưng Giang Giật không có lập tức ngông cuồng muốn một đường san bằng các Võ Điện phân bộ. Hắn cần phải làm là nghĩ biện pháp tìm kiếm khốn long thảo, đi trước Đông Hoàng Đại Lục tìm kiếm dư ôn, tìm hiểu tô như tuyết tin tức còn như tìm võ điện báo thù, bằng thực lực của hắn vậy vẫn là châu chấu đá xe còn thiếu rất nhiều khốn long thảo phượng nhi người biết nào có khốn long thảo sao giang giật quay đầu lại hỏi một tiếng trong lòng của hắn ngược lại là không có quá nhiều kỳ vọng phượng loan nháy nháy mắt quả nhiên lắc đầu nói khốn long thảo là thiên địa chí bảo phượng nhi ngược lại là nghe nói qua bất qua thứ này xuất hiện một gốc khẳng định lập tức sẽ bị siêu cấp gia tộc cướp đoạt muốn thu hoạch được khó như lên trời ai giang giật khe khẽ thở dài kinh ngạc nhìn qua đông hoàng đại lục địa đồ đang suy nghĩ cái gì thời điểm đứng dậy chủ nhân một đạo rụt rè thanh âm vang lên giang giật ngẩng đầu nhìn thấy phượng loan vô cùng đáng thương nhìn qua hắn cắn bối môi tựa hồ muốn nói gì nhưng lại không dám nói làm sao vậy phượng nhi giang giật lông mày nhíu lại xoay người lại phượng loan ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị đột nhiên đi đến giang giật trước người quỳ xuống nói chủ nhân người có phải hay không muốn đi đông hoàng đại lục a à? giang giật cao mày gật đầu nói đúng vậy a à thế nào Phượng Loan thật sâu cong xuống, liên tục cúi đầu ba cái về sau, mới cắn răng nói ra, chủ nhân có thể hay không chế chút đi Đông Hoàng Đại Lục Phượng Minh Đại Lục hiện thảm gặp hạo kiếp, giống như Phượng Nhi rời đi lời nói, Đại Lục sẽ sinh linh đồ thán, tất cả con dân đều sẽ chết đi. Phượng Nhi khẩn cầu chủ nhân cho chút thời gian, chờ hạo kiếp đi qua, Phượng Nhi tự nhiên đi theo chủ nhân tả hiếu, chủ nhân lúc trước nói 10 năm ước hẹn coi như hết hiệu lực, Phượng Nhi cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Ây, Giang giật có chút minh bạch, hắn còn đến không kịp suy nghĩ lúc bên kia ngồi xếp bằng chữa thương thanh ngư cũng mở to mắt bước nhanh tới cùng phượng loan song song quỳ xuống thật sâu quỳ xuống khẩn cầu nói ra cầu chủ nhân lòng từ bi thanh ngư cùng đại đế đều sẽ cảm kích đại ân của ngươi đại đức vĩnh thế khó quên phượng minh đại lục con dân cũng sẽ vĩnh cảm ân đức thanh ngư vừa rồi hiển nhiên đã tỉnh lại bất quá giả bộ chữa thương giờ phút này nghe được phượng loan tự nhiên đi theo quỳ xuống khẩn cầu trên thực tế hai người giờ phút này đều rất biệt khuất hai người một người thân là đại lục chi chủ, một cái là 15 đại trí tôn một trong, muốn giúp đại lục ngăn cản ngư nhân tộc công kích, đây vốn là thuộc bổn phận sự tình, trong các nàng tâm cũng không có khả năng vứt bỏ đại lục mặc kệ. Nhưng hai người trở thành giang giật nô lệ, một cái là hồn nô, một cái là giao ra hồn ấn nô lệ, không sai biệt lắm cũng là hồn nô. Giang giật nếu là cưỡng ép mang theo hai người đi, hai người chỉ có thể thống khổ rời đi, các nàng cũng không dám ngỗ nghịch giang giật bất cứ mệnh lệnh gì sở dĩ hai người chỉ có thể cầu giang giật lòng từ bi giang giật trầm ngâm có chút xoắn xuýt lý tính đi lên nói hắn hẳn là lập tức rời đi phượng minh đại lục quá nguy hiểm lưu lại hắn có chết hay không không biết phượng loan cùng thanh ngư rất có thể sẽ chết nếu là hai người chết rồi tổn thất này tiệu lớn mà lại lưu lại bị võ điện phát hiện khả năng cũng lớn cảm tính đi lên nói phượng loan cùng thanh ngư là người của hắn nhìn xem trong các nàng đau lòng khổ hắn cũng không chịu nổi trước đó thanh ngư hành hạ hắn phượng loan muốn luyện hóa hắn là hồn nô kỳ thật hắn cũng liền không trách hai người dù sao lập trường khác biệt các nàng cũng không có làm sai cuối cùng cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thất còn nữa hai người nếu là vừa đi phượng minh đại lục tuyệt đối bị huyết tẩy bị diệt thế đếm bằng ước vạn con dân bị dị tộc đồ sát phân thây toàn bộ phượng minh đại lục biến thành tu la địa ngục mà hắn giang giật chính là dẫn đến trường hảo kiếp này thủ phạm sư si đại đế bởi vì hắn mà đến, hắn sẽ nhất định gánh vác một thế nợ máu. Người ta cùng thuộc nhân tộc, người bị yêu tộc truy sát, ra ngoài nhân loại đạo nghĩa cứu người một mạng cũng là nên. Giang giật nhớ tới thiếu nữ tóc tím y tiểu thư lời nói, nội tâm chấn động, hắn thấy thiếu nữ kia cùng hắn không có chút quan hệ nào, cũng bởi vì cùng thuộc nhân tộc, ra ngoài nhân loại đạo nghĩa ra tay giúp hắn. Giờ phút này yêu tộc tàn phá bừa bãi phượng minh đại lục, chính tàn sát nhân loại đồng bào, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn không nói, còn muốn đem phượng minh đại lục người mạnh nhất mang đi. Hắn thình lình đứng lên, trầm giọng nói ra tốt. Ta đáp ứng các ngươi, bất quá trước kia cái kia 10 năm ước hẹn vẫn như cũ giữ lời, mà lại nếu có thể ta sẽ còn giúp các ngươi chém giết cường giả yêu tộc. a à, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, hai người đều nét mặt đầy kinh ngạc, lập tức cuồng hỉ. Nguyên bản trong các nàng tâm cũng không hề có một chút niềm tin, dù sao giang giật dẫn các nàng đi kia là nhất quyết định anh minh, lưu lại kia là ngớ ngẩn gây nên. Giang giật lại đáp ứng, còn hứa hẹn các nàng ban đầu 10 năm ước hẹn vẫn như cũ giữ lời thậm chí càng giúp các nàng ngăn cản yêu tộc. Hai người tại thời khắc này xem Giang giật ánh mắt cũng biến thành khác biệt, các nàng từ nhỏ đã xem thường nam nhân, cho rằng nam nhân đều là thứ hèn nhát, đều là phế vật, không có một tia huyết tính, Giang giật sở tác sở vi, để các nàng đối nam nhân có một cái mới định nghĩa. Cái này nam nhân thật đúng là cùng các nàng đại lục nam nhân không giống đấy, đây là một cái nam nhân chân chính, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân giang giật không biết trong hai người tâm biến hóa hắn khoát tay nói đứng lên đi về sau không nên hơi một tí liền quỳ xuống ta cái này không có quy củ nhiều như vậy cũng không cần gọi chủ nhân lại bên ngoài ta là các ngươi nam sủng, lúc không có người có thể gọi ta giang giật hoặc là công tử ừm hai nữ đứng lên giang giật trầm mặc một lát cùng phượng loan nói ra phượng nhi ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi muốn làm sao chống cự yêu tộc đại quân làm sao khai chiến chính ngươi đi an bài Ta không tiện nhúng tay, cũng không thể ra mặt. Nếu là đối phương yêu đế xuất thủ, ngươi cho ta biết một tiếng, ta sẽ tùy cơ ứng biến giúp cho ngươi. Tốt, chủ, công tử trước tiên ở cái này nghỉ ngươi đi, Phượng Nhi đi trước an bài một phen. Phượng Loan đạp trên bước liên tục đi ra ngoài, nguyên bản nội tâm u oán, mê mang, thống khổ, tại thời khắc này cũng thư hoãn rất nhiều. Giang giật đáp ứng nàng lưu lại chống cự hảo kiếp, trận đại chiến này nói không chừng nàng sẽ chết đi, chết cái gì cũng không biết có phải hay không người khác hồn nô cũng không trọng yếu, nội tâm của nàng kết cũng mở ra. Giang giật không có can thiệp tự do của nàng cùng hành động, như vậy hết thảy tiểu cùng nguyên lai, nàng cũng không có thời gian bồi tiếp giang giật. Nàng có càng nhiều sự tình muốn đi làm, nàng nhất định phải dẫn đầu phượng minh đại lục con dân, cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Ông, cung điện cấm chế mở ra, phượng minh đại đế đi ra tòa thành bên ngoài, nhìn qua bầu trời xanh thẳng, nhìn qua bên ngoài vô số quân đội cùng bộ hạ, nàng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, theo thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, tiếp xuống có thể hay không theo thiên đường tiếp tục rơi vào địa ngục. Nàng không biết, nàng chỉ biết là từ hôm nay trở đi, nàng không còn thuộc về nàng chính mình, nàng thuộc về một cái gọi giang giật nam tử. Các cắt chương 540, không biết xấu hổ không có nóng này. Phượng Minh đại lục chiến tranh, tình huống không thể lạc quan. Bởi vì sư CEO đế gia nhập, để ngư nhân tộc lần này công kích lực độ lớn hơn mấy phần, mặc dù sư CEO đế cùng ngư nhân tộc đại đế cũng không có công kích, nhưng là địa phương còn lại công kích lực độ rất lớn, đại lục cường giả cùng quân đội tử thương thảm trọng. Ngư nhân tộc mở ra 10 đầu chiến tuyến, đem phượng minh đại lục Tây Bộ Hải vực đều bao lũng tiến vào, ngoại trừ thanh phượng thành nhánh đại quân này bên ngoài, còn lại 9 cái đại quân tiến công mãnh liệt, mấy ngày nay thời gian phượng minh đại lục đã chết đi trăm vạn đại quân. Thanh phượng ngoài thành về phía tây thành chỉ toàn bộ bị công hãm, nhưng ngư nhân tộc đại quân lại chậm chạp không có tới tiến công thanh phượng thành ngư nhân yêu đế cùng sư si yêu đế xuất lĩnh 50 vạn ngư nhân đóng quân thanh phượng thành tây trăm dặm cũng không biết bọn chúng nghĩ như thế nào. Ngư nhân yêu đế linh trí không thua tại nhân loại A. Phượng Minh Đại Đế còn ở bên ngoài bố trí, thanh ngư ra ngoài tìm hiểu một phen trở về bẩm báo chiến cuộc, giang giật rất là cảm khái thở dài một tiếng. Thanh ngư nháy nháy mắt, xem xét giang giật hai mắt, mơ hồ hỏi, công tử, người chẳng lẽ biết rõ ngư nhân tộc Đại Đế không tiến công nguyên nhân. Ha ha, giang giật bật cười lớn, đưa thay sờ sờ đại quang đầu, như đao gọt phủ đúc gương mặt bên trên đều là ánh sáng tự tin, thấy thanh ngư khẽ giật mình, hắn chậm rãi mà nói, như thế dễ hiểu ý đầu ngươi cũng nhìn không ra ngư nhân tộc đại đế đây là một lòng muốn đem đại lục hủy diệt a, à, nó cùng sư si đại đế tỏa trấn ở đây, phượng nhi cũng chỉ có thể ở đây tử thủ. Mà các ngươi những này phượng minh đại lục cường giả trí tôn, khẳng định không yên lòng các ngươi đại đế cũng sẽ ở này đóng giữ, đại quân cũng sẽ tại thanh phượng thành hội tụ, địa phương còn lại cường giả cùng binh lực tự nhiên là yếu đi bọn chúng ngư nhân đại quân cũng liền có thể nhẹ nhóm công thành chiếm đất từng cái đem toàn bộ phượng minh đại lục huyết tẩy cuối cùng đại quân đem thanh phượng thành vây quanh hai vị đại đế xuất chiến chém giết các ngươi một trận chiến công thành a à, thanh ngư biến sắc đôi mắt chuyển động vài vòng cũng rất nhanh nghĩ thông suốt nàng làm thanh gia gia chủ tự nhiên không phải ngu xuẩn bất quá hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm để nàng trong lúc nhất thời đầu óc có chút mất linh mà thôi ngư nhân tộc đây không phải âm mưu là đường đường chính chính dương mưu hai vị yêu đế ở đây, ngươi không điều động đại quân tử thủ, yêu tộc đại đế mở đường nhẹ nhóm huyết tẩy đại lục. Ngươi muốn tập trung binh lực cùng cường giả, bọn chúng tự chia binh công kích địa phương còn lại, đem đại lục từng cái từng bước xâm chiếm, tiêu diệt đại lục sinh lực, cuối cùng lại diệt sát phượng minh đại đế. Đương nhiên, kỳ thật hai vị yêu tộc đại đế, vốn có thể liên thủ nhất cử diệt sát phượng loan. Phượng loan chết một lần, toàn bộ phượng minh đại lục quần long vô chủ, thế tất gây nên đại loạn, đến lúc đó đại lục tựu thật xong, hai vị đại đế vì sao không công kích thanh ngư không biết giang giật cũng không biết phượng loan hẳn là cũng không biết tinh tường sợ là chỉ có hai vị yêu tộc đại đế chính mình mới minh bạch công tử nhưng có thượng sách thanh ngư cười khổ một tiếng đột nhiên mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua giang giật lời vừa ra khỏi miệng nàng lại nội tâm đột nhiên giật mình nàng thế mà đem hy vọng ký thác vào một cái nam nhân trên thân nàng đời này tử không là cho tới bây giờ xem thường nam nhân không dựa vào nam nhân sao làm sao thanh ngư kỳ thật không biết nàng cũng không phải là tiềm thức nghĩ dựa vào nam nhân mà càng nhiều hơn chính là nàng giờ phút này là giang giật hồn nô nội tâm tự nhiên mà vậy đối giang giật có loại e ngại tâm lý tăng thêm giang giật thực lực cường đại phản luyện hóa phượng loan trong lòng nàng giang giật là một vị cường giả cường giả luôn luôn có thể khiến người ta sinh ra ỉ lại giờ phút này giang giật tràn đầy tự tin khí chất phi phàm trong lúc lơ đáng cũng lây nhiễm nàng giang giật rơi vào trầm tư người thường nói nghiêm túc nam nhân đẹp mắt nhất thanh ngư khẩn trương nhìn qua hắn lại là càng xem càng có loại biệt dạng cảm xúc đến mức giang giật đột nhiên mở miệng đem nàng bị sợ nhảy lên thượng sách không có hạ sách có một cái thanh ngư giật mình tỉnh lại trên mặt hiển hiện một vòng đỏ tươi rất nhanh cuồng hỉ nói công tử mời nói giống như có thể lui địch công tử nhất định là phượng minh đại lục ân nhân đại lục con dân cũng sẽ thế hệ cảm kích công tử tốt tốt người cái này mông ngựa đập đến một điểm không được giang giật trợn trắng mắt hắn tồn tại đại lục ở bên trên không có mấy người biết rõ coi như hắn hỗ trợ nuôi địch, đại lục con dân lại như thế nào cảm kích hắn. Hắn trầm giọng mở miệng nói, Phượng Nhi thực lực như thế nào đối chiến ngư nhân đại đế có chắc chắn hay không chiến thắng cùng sư si yêu đế so ra lại như thế nào. Thanh ngư nghĩ nghĩ, có chút tự ngạo nói ra, đại đế luyện hóa thượng giai linh hồn đạo văn mảnh vỡ, là thiên địa đạo văn bên trong hắc ám đạo văn, uy lực rất khủng bố. Nếu là chúng ta liên thủ với hắn, không nói đánh giết ngư nhân đại đế, trọng thương nó vẫn là có rất lớn có thể nàng dừng lại lại nói ra sư si yêu đế thực lực chúng ta không biết nó hẳn là trong biển sâu yêu tộc trước kia cũng không có giao chiến qua hắc ám đạo văn giang giật âm thầm cảm khái thiên địa đạo văn nhất là khó khăn cảm mộ uy lực cũng lớn nhất bất quá đạo văn này cũng không phải phượng loan cảm mộ nàng chỉ là kế thừa tiên tổ ân trạch thôi hắn nhớ tới tại hoang vu trong đông hải gặp được yêu vương lời đã nói ra mày kiếm vẩy một cái nói người có nghe nói qua hoang vu trong Đông Hải yêu đế xếp hạng ta thế nhưng là nghe nói cái này sư si yêu đế chiến lực xếp hạng 5 vị trí đầu, ngư nhân yêu đế các người biết rõ sắp xếp thứ mấy sao. 5 vị trí đầu, thanh ngư hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, hoang vu Đông Hải nghe nói có 15 vị yêu đế, cái này ngư nhân yêu đế nhiều nhất xếp hạng thứ 10, sư si yêu đế xếp hạng 5 vị trí đầu, vậy chúng ta là tuyệt đối không thể địch. Vội cái gì, giang giật lường thanh ngư một chút, lại dò hỏi các người đại lục có hay không kim cương cảnh nam tử kim cương nhất trọng là được. Cái này, có, Thanh Ngư trả lời, đại đế nhất mạch tổ có một tên kim cương cảnh nam tử, bất quá niên kỳ tương đối lớn, đời này sợ là dừng bước nơi này. Lớn tuổi, cũng chấp nhận đi, Giang giật khoát tay trận lại nói, người đi đem Phượng Nhi gọi tới, ta cái này có một kế, có thể để sư si yêu đế tạm thời thối lui. Chờ chúng ta đem ngư nhân tộc đánh lui, bằng sư si đại đế một người, hắn hẳn không có lá gan công kích đại lục, nếu không giờ phút này hắn đã sớm xuất thủ a à, thanh ngư vui mừng vội vàng như như một trận gió chạy ra ngoài thời gian một nén nhang không đến nàng liền mang theo phượng minh đại đế vội vàng đi đến ông giang giật không có một câu nói nhảm lấy ra đế cung quang mang lóe lên xuất hiện một cái yêu vương thi thể cái này yêu vương thi thể toàn bộ đầu cũng bị mất chỉ còn lại nửa người bất quá lờ mờ đó có thể thấy được là một cái hải sư một nửa thi thể cũng giống như một tòa núi nhỏ chiếm cứ cung điện một phần ba không gian Giang giật lấy ra một viên không gian giới chỉ, đem cái này hải sư thi thể đặt đi vào, đưa cho Phượng Loan nói, để các ngươi gia tộc Kim Cương Nam Tử, mang theo chiếc nhẫn kia vụng trộm kín đáo đi tới Tây Hải một bên, sau đó lấy ra thi thể này cõng bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tây Hải bay đi. Hắn chạy càng xa, sư si yêu đế liền có thể kéo càng lâu. Bất quá ta có thể nói rõ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như tại sư si yêu đế sẽ đuổi lên trước, có thể tự sát thì càng hoàn mỹ. Mặt khác, người này nhất định phải dịch dung, làm mái tóc dài màu đỏ, trên mặt cũng làm đến tuổi trẻ ta. Giang giật tinh tế bàn giao một phen, thanh ngư nghe được mơ mơ màng màng, Phượng Loan ngược lại là như có điều suy nghĩ, dừng một chút, đi ra ngoài an bài, một câu cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại thanh ngư mơ hồ hỏi, công tử, vì sao có cái này yêu vương thi thể, sư si yêu đế tự nhất định sẽ đuổi theo. Cái này sao, giang giật trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng ngược lại là rất xấu hổ, hắn cũng không tốt giải thích. Luôn không khả năng nói cho nàng, đây là sư si yêu đế nhi tử, sư si yêu đế là bởi vì đuổi giết hắn, mà giận chó đánh mèo phượng minh đại lục A. Nhìn qua tiểu thanh ngư ham học hỏi ánh mắt, hắn hướng nàng sung mãn ngược liếc qua nói, tiểu thanh ngư A, công tử ta làm việc, tự nhiên ta có đạo lý của ta, người còn không đi an bài đại quân chặn đánh ngư nhân quân đội, chẳng lẽ là nghĩ theo giúp ta làm loại kia không biết xấu hổ không có nóng nảy sự tình. chương 541, xử lý yêu đế, Thanh ngư chạy như bay, giang giật nếu là hạ mệnh lệnh, để nàng làm loại chuyện đó, nàng khẳng định không có cách nào cự tuyệt, nhưng giang giật chỉ là trêu chọc, nàng tự nhiên tỉ như xà hạt. Mặc dù giang giật là chủ nhân của nàng, nàng không dám vi phạm ý nguyện của hắn, để nàng đáy lòng vẫn là rất mâu thuẫn giang giật, hoặc là nói rất mâu thuẫn nam nhân, muốn nàng cùng nam nhân làm chuyện này, nàng toàn thân đều sẽ không thoải mái. Mà lại, nói cho cùng nàng cùng phượng loan trong lòng căn bản là không có tán thành giang giật trong lúc nhất thời muốn cho các nàng cam tâm tình nguyện thần phục đó là không có khả năng, chớ nói chi là Phượng Loan thực lực vẫn còn so sánh Giang giật mạnh mẽ rất nhiều. Giang giật mệnh lệnh thoáng cái, Phượng Loan cùng Thanh Ngư công việc lưu bù lên, Thanh Phượng thành nội đại quân cùng cường giả lạng yên rời, đi trợ giúp cái khác chiến tuyến. Mệnh lệnh này để thành nội đóng giữ rất nhiều cường giả có chút không hiểu, rất nhiều người cũng khóc ròng ròng không chịu rời đi, bên ngoài có hai cái yêu tộc đại đế, các nàng vừa đi vạn nhất hai cái yêu tộc đại đế liên thủ công kích, phượng loan một người một mình khó chống giống như chiến tử đại lục liền xong rồi phượng loan không có cùng các nàng dài dòng nửa câu trực tiếp hạ lệnh người kháng mệnh chết đại đế hạ tử mệnh lệnh các nàng chỉ có phụng trộm mang theo đại quân rời đi thanh ngư thành phụ cận lúc đầu đại quân mấy trăm vạn thoáng cái đi hơn phân nửa cường giả cũng đã rời đi hơn phân nửa chỉ để lại trăm vạn quân đội kim cương cường giả lưu lại ba mươi tên phượng loan sở dĩ kiên định như vậy cũng là bởi vì giang giật ý tứ theo giang giật nói Người giữ nhiều như vậy người tại cái này làm gì nếu thật là hai cái yêu đế tiến công, dựa vào những người này có thể đỡ nổi Phượng Loan chết một lần, những người còn lại chỉ có thể chờ đợi lấy bị đồ. Cùng hắn dạng này, không bằng đem những này người phái đi ra, tận khả năng tiêu hao ngư nhân tộc đại quân, bên này lưu lại trăm vạn đại quân dư xài, tự xem sư si yêu đế phải chăng lui đi. Bận rộn nửa ngày, hết thảy bố trí xong, Phượng Loan trở lại tòa thành bên trong, nên làm đều làm, hết thảy xem thiên ý. Sau đó mấy ngày, lạ thường bình tĩnh, thanh phượng thành tây ngư nhân đại quân cũng không có nửa điểm dị động, phượng loan theo thanh phượng thành nội phái ra đại quân cũng ở nửa đường lên. Mặt khác hai cái đại lục viện quân đã tới đại lục, ngư nhân tộc đại quân muốn tiếp tục thúc đẩy, vậy sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục, song phương chỉ có thể bỏ đi hao tổn chiến. Phượng Loan phái ra một tên có được cường đại độn thuật kim cương cường giả, tiềm phục tại ngư nhân đại quân phụ cận 10 dặm, ngày đêm dám thị ngư nhân đại quân tình huống. Nàng không dám phóng thích thần thức dò xét, nhưng này hai tên yêu đế khí thức quá cường đại, căn bản không cần dò xét, tùy ý có thể cảm ứng, sở dĩ chỉ cần nàng không chết, hai vị đại đế mọi cử động tại Phượng Loan trong lòng bàn tay. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đã qua hơn 10 ngày, ngư nhân đại quân vẫn là không có nửa điểm dị động, sư si yêu đế không có nửa điểm rời đi ý tứ. Thanh ngư có chút ngồi không yên, ở trong đại điện đứng ngồi không yên, tự liền Phượng Loan đều có chút hoài nghi giang giật kế sách có thể hay không có hiệu quả. Giang giật thì bình chân như vậy ngồi tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới thỉnh thoảng nhìn về phía hắn hai cặp đôi mắt đẹp. Công tử, thanh ngư rốt cục ngồi không yên, cắn răng mở miệng kêu một tiếng, phượng loan nhướng mày, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Giang giật mở to mắt, liếc mắt thanh ngư một chút, vẫy vẫy tay nói, thế nào tiểu thanh ngư, nhàn rỗi nhảm chán tới tới tới, cho công tử xoa xoa chân đi. Ta, thanh ngư u oán lầm bầm một tiếng, bất đắc dĩ đi qua, hai chân quỳ trên mặt đất chăn lông bên trên, khuất thân cho Giang giật xoa chân, nàng có lòng muốn hỏi một chút cái này sư si yêu đế vì sao còn không có rời đi Giang giật mưu kế có phải hay không mất hiệu lực, nói tại bên miệng lại không dám hỏi. Chọc giận Giang giật, vạn nhất hắn hạ lệnh muốn nàng nhảy thoát y phục làm sao bây giờ. Giang giật lại nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý tới thanh ngư vẻ mặt u oán đem thanh ngư hận đến răng trực dương dương. Phượng Loan ánh mắt hướng ra phía ngoài ném đi, gia tộc các nàng kim cương cường giả giờ phút này hẳn là đã sớm lặn xuống tây hải một bên cũng tại án lấy giang giật ghế sách phóng kia yêu vương thi thể lao nhanh sư si yêu đế lại không động tĩnh nhà nàng rất có thể vô ích tổn thất một tên kim cương cường giả nội tâm của nàng không ý nghĩ gì kia là giả chỉ là mặt nàng da mỏng tính tình cũng tương đối lạnh không dám mở miệng hỏi thăm thanh ngư quay đầu nhìn nàng một cái thấy được nàng lo lắng cắn răng lần nữa chuẩn bị mở miệng nhưng giang giật giờ khác này đột nhiên giơ tay lên nhắm mắt mở miệng nói được rồi tiểu thanh ngư ngươi đừng nói nữa, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, tin tưởng ta, không quá ba ngày sư si yêu đế tất lui. Giang giật, tựa hồ có loại không hiểu tín nhiệm, có thể lây nhiễm hai người. Sắc mặt hai người thoáng cái hòa hoãn lại, nhìn qua giang giật ánh mắt lại có chút có chút khác biệt, cái này nam tử vì sao có thể không hiểu làm người an tâm. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng bước chân rồn rập, người này cũng không dám vào đại điện bên trong đến, ở bên ngoài một gối quỷ xuống quát khẽ nói, bẩm đại đế, hỏa ca chép đưa tin, sư si đại đế đột nhiên theo ngư nhân tộc trong đại doanh rời đi, về phía tây bên cạnh bay đi, mời đại đế phán đoán sáng suốt, sẽ hay không có quỷ kế. Ông, Phượng Loan cùng thanh ngư đôi mắt đẹp đồng thời phát sáng lên, hai người trên mặt đều là cuồng hỉ, hai cặp con người cũng đồng thời hướng giang giật quét tới, lại nhìn thấy hắn vẫn như cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, thần thái nhàn nhã đến cực điểm. Phượng Loan rất nhanh tỉnh ngộ lại, trầm giọng hét lớn, lập tức đưa tin cho hỏa cá chép, để nàng xa xa đi theo sư si yêu đế, cách mỗi một nén nhang đưa tin một lần, hồi báo yêu đế hành tung. Đưa tin tướng quân lui ra, Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai người đều đứng lên, ở trong đại điện đổi tới đổi lui, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Giống như sư si yêu đế thật thối lui, không nói vĩnh viễn không trở lại, chỉ cần kéo lên 10 ngày nửa tháng, ngư nhân tộc khẳng định tổn thất nặng nề, không thể không lui binh. Chuyển cái gì đâu xoay chuyển đầu người choáng Giang giật bỗng nhiên đứng dậy, bất mãn thì thào một câu, đứng dậy hướng tẩm cung đi đến, tại cửa ra vào dặn dò một tiếng, xác định yêu đế xuất hải lại đánh thức ta, ta đi trước ngủ một giấc. Ây, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, hai người đều không còn gì để nói. Bên ngoài ngư nhân đại quân nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, các nàng mấy ngày đều chưa từng đi ngủ, ngày đêm cảnh giác, chịu không được mới có thể hít mắt một hồi. Giang giật ngược lại tốt, mỗi ngày ăn ngon uống sướng ngủ ngon, nhàn nhã vô cùng, chẳng lẽ hắn thật không sợ sư si yêu đế rời đi là âm mưu vạn nhất là hai tên yêu đế chuẩn bị liên thủ tiến công khúc nhạc dạo đâu. Giang giật tự nhiên không phải không lo lắng, hắn chỉ là minh bạch lo lắng cũng vô dụng. Đã để quyết định lưu lại, liền muốn có đối mặt bất kỳ tình huống gì chuẩn bị, cùng hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, không bằng hảo hảo chuẩn bị chiến đấu. Dù sao vạn nhất tình huống không ổn, không phải có phượng loan đỉnh trước lấy nha. Thời gian không khô trôi qua, tên kia có được thần kỳ độn pháp hỏa cá chép thỉnh thoảng đưa tin sẽ đến, để Phượng Loan cùng Thanh Ngư cuồng nghỉ không thôi chính là sư si yêu đế hoàn toàn chính xác một đường hướng hoang vu Đông Hải bay đi, một thân bạo tàn sát khí, ngăn cách mấy chục dặm đều có thể cảm ứng được. Nga, hạ thấp thời gian phân, ánh tà dương đỏ quạch như máu, từng đoàn từng đoàn dáng đỏ cũng làm cho phía tây bầu trời trở nên lộng lẫy. Công tử, công tử, nhanh tỉnh lại, giang giật trong mơ mơ màng màng, bị một cái mềm mại tay nhỏ đánh thức, hắn mở to mắt nhìn thấy hai tấm như hoa như ngọc đều là vui mừng gương mặt xinh đẹp, Thanh Ngư Liên Thanh nói ra, công tử, sư si yêu đế xuất hải, hắn xuất hải, giờ phút này đã cách đại lục 10 vạn lý, còn tại về phía tây bên cạnh bay đi. Xuất hải tiểu xuất hải, kích động như vậy làm gì? Giang giật rũi lưng một cái, đánh mấy cái ngáp, khoát tay nói, để cho người ta chuẩn bị tiệc tối, chúng ta hảo hảo ăn một bữa, ăn xong tựu động thủ. Động thủ, động thủ cái gì Thanh Ngư mơ hồ nháy nháy mắt, bên cạnh cao vút đứng thẳng phượng loan lại trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể mềm mại rung động. Tiểu thanh ngư a, à, ta nói là ngươi manh manh đát, vẫn là ngo ngoe đát. Giang giật đưa tay tại thanh ngư gương mặt xinh đẹp bên trên nhéo nhéo, nhếch miệng nói, ăn uống no đủ, tự nhiên muốn làm việc a, à, chế chúc chúng ta đi đem ngư nhân tộc yêu đế xử lý đi. chương 542, Phượng gia tiểu đệ tử. Thanh Phượng thành Tây bên cạnh trăm dặm có một cái cửa đại hồ nước, bốn năm nhánh sông hội tụ ở đây, cuối cùng chạy nhập Tây Hải. Hồ nước tên Thanh Phượng Hồ, cái này cùng Thanh Phượng Thành đồng dạng đều là Thanh Ngư quận chúa đổi tên. Thanh Ngư tiếp quản Thanh gia về sau, đem rất nhiều thành trì địa danh đều sửa lại, đây không tính là cái đại sự, một chiều thiên tử một chiều thần, gia chủ mới thượng vị, nghĩ có một phen tình cảnh mới, cái này rất bình thường. Thanh Phượng Thành, Thanh Phượng Hồ, xanh đại biểu Thanh gia, Phượng đại biểu Phượng Minh Đại Lục, trong này ngụ ý người sáng suốt đều hiểu, Thanh gia tới gần Tây Hải, là đại lục Tây bộ phòng tuyến, muốn tiến công Phượng Minh Đại Lục, nhất định phải trước hủy diệt Thanh gia. Trên thực tế, cái này lý giải là sai, xanh đại biểu là thanh ngư, phượng đại biểu chỉ là phượng loan mà thôi, thanh phượng hợp thể, đời này không đổi, đây chính là thanh ngư chân chính ngụ ý. Thanh phượng cảnh hồ sắc rất đẹp, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, bốn phía màu trắng cỏ lau chập chờn bầu trời sóng biếc như tẩy, làm lòng người bỏ thần di. Năm đó thanh ngư cùng phượng minh cũng tại cái này du ngoạn qua một đoạn thời gian, hai người như mỹ nhân ngư trong hồ vẫy vùng, chơi đùa, lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp cùng hồi ức. Giờ phút này Mỹ lệ thanh phượng hồ lại bị đếm không hết yêu tộc chiếm cứ, trong hồ, trong bụi lau sậy, bên bờ, bốn phía sườn núi nhỏ bên trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cái quái dị yêu thú. Những này yêu thú một cái có lẽ khí tức không mạnh, nhưng mấy chục vạn chỉ ở cùng một chỗ, loại kia hung lệ thú uy là thế nào đều ẩn tàng không ngừng. Ngư nhân tộc, đây là một loại rất kỳ lạ trùng tộc, thân cao phổ biến đạt tới một hai trượng trở lên, cường đại ngư nhân còn đạt đến cao sáu, bảy trượng, tựa như từng cái cự nhân làm người ta.